Cầu chứng nhận thoáng cái, cái này ánh dạng đông là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn là chân chính năng lực kháng tam đại thế lực cường giả tuyệt thế. Trong lúc nhất thời, đông vực gió nổi lên vân dũng, loạn hơn mấy phần. chương 1745, hắn đến từ một cái tuyệt địa. Sang giật bế quan, bất kỳ vật gì đều là hư, chỉ có chiến lực mới là chân thật nhất, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Cũng tỉ như đột nhiên có một cái đao nô cấp bậc cường giả giết tới thần Ly Sơn, dù là giang giật mưu kế trồng chất đồng dạng chỉ có một con đường chết thần ly tộc sẽ bị diệt tộc sở dĩ hắn nhất định phải chân quý mỗi một hơi thở thời gian tu luyện tận khả năng để toàn thân khiếu huyệt tu luyện ra càng nhiều thần văn mỗi lần tu luyện một cái khiếu huyệt thực lực của hắn hội cường đại một phần tự vệ cùng bảo trụ thần ly tộc hy vọng hội càng hơn hơn phân hắn không có đi tu luyện địa phương còn lại khiếu huyệt mà là tiếp tục tu luyện tay trái mọc lên như nấm không bằng chuyên tu một chỗ đem toàn bộ tay trái tu luyện thành đồng trào thiết tí, thời điểm đối địch sẽ tốt hơn một chút. Tay hắn cầm thần thụ diệp, một bên cảm ứng cán thi khiếu huyệt thần văn trận, một bên thôi diễn thích hợp bản thân tiểu trận. Thôi diễn một hồi hắn đột nhiên phát hiện, thôi diễn tốc độ lại thay đổi nhanh hơn một chút, nội thị một vòng sau hắn mới phát hiện linh hồn của mình thế mà trở nên cô động rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, Giang giật ngạc nhiên, mặc dù hắn một mực tại nuốt linh hồn bổ dưỡng linh dược, nhưng linh hồn đến trình độ này, tăng trưởng tốc độ là rất chậm rãi, không có khả năng thoáng cái gia tăng nhiều như vậy. Chẳng lẽ là, Giang giật thân thể run lên một cái giật mình, gần nhất hắn cái gì cũng không làm, chỉ là làm một cái yêu tộc nữ tử, chẳng lẽ là cùng ly hương nhi hoàn hảo thời điểm lạng yên tăng phúc. Khẳng định là, song tu, tự nhiên là đối hai người có chỗ tốt mới có thể gọi song tu. Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, cái này không trách hắn phản ứng chỉ đột, thần ly tộc nữ tử có loại phi thường thần kỳ mị lực, tại hoàn hảo lúc lại làm cho nam nhân triệt để điên cuồng, hoàn toàn quên hết mọi thứ. Giang giật thậm chí cũng không biết làm sao song tu, hết thảy đều là ly hương nhi tại chủ đạo, chính hắn chỉ là hưởng thụ thôi. Không tệ, không tệ, Giang giật âm thầm gật đầu, hắn đối với yêu tộc nữ tử ngược lại là triệt để đổi cái nhìn, dù sao đây là thuần hóa hình, trên thực tế cùng nhân tộc không có khác nhau. Địa giới thiên giới không phải có rất nhiều đặc thù chủng tộc sao Giang Tiểu Nô liền là đặc thù chủng tộc, những này hoàn toàn hóa hình yêu tộc cùng đặc thù chủng tộc nữ tử kỳ thật không sai biệt lắm, Giang giật cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận, thậm chí còn có chút tiểu chờ mong. Tới địa giới về sau, hắn chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, duy nhất chơi qua một nữ nhân liền là Lạc Khuynh Nhan, đằng sau không tiếp tục chạm qua nữ nhân, kìm nén đến rất vất vả. Lần này thu cái nữ nô, vẫn là yêu tộc, hắn xem như tìm được phát tiết địa phương. Tu luyện, hắn khu trục tập niệm, an tâm tu luyện, mặc kệ chuyện bên ngoài. Theo hắn suy tính coi như bệ ngạn tộc muốn xuất binh, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng dù sao hắn không lộ diện, không có niềm tin tuyệt đối, bệ ngạn tộc không dám làm loạn. Ba cái đại đế thế lực lẫn nhau kiềm chế, bởi vì chuyện này thanh linh bộ hạ cũ khẳng định hội liên hợp lại. Giống như bên này liên hợp lại về sau, lại đi liên hợp cái khác đại đế thế lực, nhất cử đem thiên phong đại đế bên này thế lực tiêu diệt, bệ ngạn tộc bọn hắn tự toàn bộ chết được thảm rồi. Giang giật kỳ thật không biết, lần này tới thần ly sơn sứ giả trước mắt đã đạt đến mấy trăm, mà lại càng ngày càng nhiều sứ giả bị hấp dẫn đến đây. Tới này mục đích không cần nói cũng biết, một là dò xét ngọn nguồn, hai là liên hợp, ba tự nhiên là ly gián. Hợp tung liên hoành, từ xưa đến nay đây là thế lực ở giữa tranh bá cơ bản sách lược, ly gián chiêu này cũng thường xuyên dùng. Tam đại tập đoàn thế lực đem thần ly sơn xem như một cái khác chiến trường, bạo long vương chết đi, bạo long tộc bị đánh tàn, đông vực cách cục thế tất sẽ cải biến, tự xem thay đổi thế nào. Một bước sai, từng bước sai, trận chiến này quan hệ đến các tộc tồn vong, Sở dĩ không bao giờ ai cũng không dám động, các đại tộc phái ra sứ giả đến Thần Ly Sơn bắt đầu bí mật liên hợp đàm phán, Thần Ly Sơn gần nhất ngược lại là phi thường náo nhiệt. Một cái trong cung điện, Ly Hương Nhi bồi tiếp một đám đại nhân vật ngồi xuống, lần này nàng không có ngồi tại chủ vị mà là ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất. Chủ vị ngồi một lão giả, lão giả này lưng hùm vai gấu, trên đầu có một cái rất lớn sừng thú, cái này sừng thú không phải thẳng mà là hướng sau đầu cong lên, nhìn phi thường kỳ lạ. Long ngạo Bạo Long tộc nhị trưởng lão, cũng là chết đi Bạo Long vương nhi tử một trong, ngụy đế cấp chiến lực. Hắn ngồi tại chủ vị tự nhiên không ai dám nói cái gì, hôm nay tới này cái đại điện đều là chung với thanh linh bộ hạ cũ. Long ngạo triệu tập mọi người ý tứ rất rõ ràng, như thế trước mắt các tộc đều tỉnh táo lại, giống như còn không liên hợp, các tộc đều sẽ bị từng cái diệt tộc. Long ngạo một đôi tròng mắt có chút nâng lên, nhìn cùng một tôn nộ mục kim cương, có chút dọa người. Hắn liếc nhìn một chút đại điện bên trong, xác định người đều tới, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ly Hương Nhi nói, Hương Nhi công chúa, người đều đến đông đủ, các người vị kia đại trưởng lão dù sao cũng nên tới a à, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy mặt mũi cũng không cho. Ba bá, bá bá, vô số ánh mắt nhìn về phía Ly Hương Nhi, rất nhiều mắt người bên trong đều là chờ mong, muốn nhìn một chút người này đến cùng là ai chân thực chiến lực phải chăng như trong truyền thuyết như vậy hung tàn ngoại giới thế nhưng là nghe đồn thần ly tộc đại trưởng lão, chiến lực nhưng so sánh bạo Long Vương A, gần với ba vị đại đế. Lý Hương Nhi đứng dậy hướng Long Ngạo có chút không người, lại hướng chư vị đại lão hành lễ, lúc này mới nói ra, Long Ngạo đại nhân, thật có lỗi. Đại trưởng lão sau khi trở về tựu bế quan, hắn nói tại tu luyện một loại huyền công, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, chiến lực của hắn còn có thể trên phạm vi lớn tiêu thăng. Ách, à, toàn trường động dung, giang giật trước đó nghe đồn liền có thể nhẹ nhõm miểu sát phong vương cấp, chiến lực nhưng so sánh ngụy đế cấp. Chiến lực còn có thể trên phạm vi lớn tiêu thăng, đây cũng quá dọa người đi nếu quả như thật mạnh như vậy, đông vực đem lại xuất hiện một cái bạo long vương, lực áp quần hùng để các tộc không dám vọng động. Long ngạo con người lấp lóe trầm ngâm một lát hỏi, hương nhi công chúa, việc này có thể không mở ra được trò đùa, người có thể xác định còn có. Vị này hẳn không phải là các người thần ly tộc con dân a à, ngươi là thế nào mời chào. Do xét sâu cạn, ly hương nhi trong lòng sớm có phương án suy tính, nàng dừng một chút, kéo lại được mọi người khẩu vị mới nói ra, trọng yếu như vậy sự tình, Hương Nhi làm sao có thể nói đùa ân. Thật sự là hắn không phải chúng ta thần ly tộc, hắn là ngoại lai, đánh bậy đánh bạ đi vào chúng ta thần ly tộc, cuối cùng bị ta thu phục. Hắn vẫn là của ta phi tử, đối với chúng ta thần ly tộc là tuyệt đối trung thành, điểm ấy đại gia có thể yên tâm. Còn hắn cụ thể từ chỗ nào tới, mời mọi người thứ lỗi, ta đáp ứng hắn không thể tiết ra ngoài. Ta chỉ có thể nói, hắn là chúng ta đông vực yêu tộc, nhưng không thuộc về bất luận cái gì tộc đàn, hắn đến từ một cái tuyệt địa a à, lần này long ngạo đều sắc mặt hơi đổi hắn cùng mấy tên đại tộc trưởng lão lướt nhau linh hồn đột nhiên chấn động là đông vực yêu tộc nhưng không thuộc về bất luận cái gì tộc đàn đến từ tuyệt địa cái này ba câu nói bên trong lượng tin tức phi thường lớn mọi người rất nhanh liên tưởng đến đông vực mấy cái tuyệt địa cuối cùng đều đã nghĩ đến ác ma vực sâu bởi vì cái chỗ kia không có yêu tộc dám vào đi nhưng nghe nói trong vực sâu có một cái cường đại yêu tộc chẳng lẽ giang dật là cái kia thần bí yêu tộc con em Long Ngạo đột nhiên cùng mấy cái đại tộc trưởng lão truyền âm, một nén nhang sau Long Ngạo ánh mắt nhìn về phía Ly Hương Nhi mở miệng hỏi, Hương Nhi công chúa, nhà các người cái này đại trưởng lão muốn tu luyện bao lâu hắn sau khi xuất quan chiến lược có thể đạt tới loại tình trạng nào? Bao lâu, Ly Hương Nhi trầm tư một chút, trả lời, chừng một năm đi, cụ thể chiến lực ta không dám xác định, không bằng hắn nói. Diệt sát bệ ngạn vương nhẹ nhóm, tốt, Long Ngạo trong nháy mắt quyết định, hắn quát khẽ, vậy chúng ta tự cho hắn thời gian một năm chư vị bắt đầu từ hôm nay liên hợp hướng đầu nhập vào thiên phượng đại đế những chủng tộc kia tiến công hoặc là đánh nghi binh. Tóm lại đem đông vực nước quấy đục, để thế lực khắp nơi không dám vọng động, chúng ta cho thần ly tộc đại trưởng lão tranh thủ đầy đủ thời gian, chờ hắn chiến lực tiêu thăng lại chậm chậm mưu toan. chương 1746, Cánh tay kỳ lân Long ngạo quyết định muốn động một chút, kỳ thật không hoàn toàn là vì giang giật, cũng là vì bạo long tộc, vì chung với thanh linh các tộc quần. Bạo Long Vương đi về cõi tiên, mấy cái đại tộc dùng thế xét đánh không kịp bưng tai liên thủ công kích bạo long tộc, liền cho các tộc cơ hội phản ứng đều không có. Mà lại bạo long vương đi về cõi tiên, bạo long tộc quần long vô chủ, sở dĩ thoáng cái tựu đánh cho tàn phế. Giang giật xuất hiện, một người diệt trăm vạn bệ ngạn quân, uy hiếp quần hùng, cho các tộc cơ hội thở dốc. Bọn hắn đều tỉnh táo lại, chạy tới nơi này kết thành liên minh, đương nhiên vẫn là dùng bạo long tộc làm chủ, lẫn nhau canh gác, cộng đồng tiến thối tam phương thế lực phái tới rất nhiều minh dùng ngầm sai, cái này khiến mọi người thấy rõ rồi chứ tình thế, ai cũng không muốn động trước, ai cũng không muốn cho người khác bỏ ngựa bắt phe, ngư ông đắc lợi. Đã tất cả mọi người bất động, vậy bọn hắn trước hết động. Đương nhiên cũng không phải thật động, phát động một chút tiểu quy mô chiến đấu, để đông vực khắp nơi đều lang yên cuồn cuộn, đem nước làm càng hồ đồ một chút, dạng này thế lực khắp nơi lại không dám lộn xộn. Nhất là thiên phượng đại đế bên này thế lực, một khi làm loạn cùng bên này đại quy mô khai chiến, cuối cùng thâu được ích lợi chỉ có thể là mặt khác hai cái đại đế thế lực. Mọi người tại đại điện bên trong thương nghị mấy canh giờ, xác định rất nhiều sách lược, sau đó thì Long Ngạo cùng mấy cái đại tộc bốn phía đi lại, bắt đầu từng cái bái phỏng mặt khác hai cái đại đế bộ hạ. Bọn hắn đi bái phỏng cũng không có quá nhiều ý tứ, chỉ là lấy lòng, cho thiên phượng đại đế bên này thế lực một loại ảo giác, coi là Long Ngạo bọn hắn muốn cùng mặt khác hai bên liên hợp cùng một chỗ đối phó bên này. Thần Ly Sơn càng ngày càng náo nhiệt, nước cũng càng đục, một cái tin tức ngầm lặng yên lưu truyền, liên quan tới Giang Giật thân phận. Giang Giật lại yêu tộc bị trăm phần trăm xác định, thậm chí đều không ai hoài nghi. Giang Giật đến từ đông vực điểm này cũng xác nhận, không bằng hắn không thuộc về bất luận cái gì tộc đàn, mà là đến từ một cái phi thường thần bí tuyệt địa. Chân chính chiến lược đạt đến ngụy đế cấp, điểm này không cần hoài nghi, còn như cụ thể mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết, Giang Giật chưa từng lộ mặt qua. Các tộc sứ giả tại thần Ly Sơn ngây người mấy ngày, xác định Giang Giật sẽ không ra đến sau nhau nhau trở về. Sau đó bề ngạn tộc 4 bề ba cái đại tộc đột nhiên động, riêng phần mình hỏa lực tập trung mấy trăm vạn tại song phương Sơn lĩnh chỗ giao giới, mặc dù không có cử động gì, nhưng chấn nhiếp chỉ ý hết sức rõ ràng. Ba ngày sau, bạo Long tộc đột nhiên xuất binh, dùng tốc độ như tia chớp diệt ba cái tiểu chủng tộc, mà cái này ba cái tiểu chủng tộc là hiệu trung thiên phượng đại đế. Ngày đó đem bạo Long tộc đánh tàn phế ba cái đại tộc, tam phương thế lực mỗi lần bên cạnh đều xuất động một cái đại tộc, bạo long tộc huyết tinh trả thù, lại chỉ đánh thiên phượng đại đế bên này thế lực. Ngụ ý hết sức rõ ràng bạo long tộc cùng mặt khác hai bên nói tốt, chỉ nhằm vào thiên phượng đại đế bên này thế lực, nếu không cũng sẽ không diệt ba cái tiểu chủng tộc, đều là bên này. Trong lúc nhất thời, bệ ngạn tộc lại không dám động, phản nhất bọn hắn đại quân khẽ động, phụ cận đại tộc liên thủ đem bệ ngạn tộc cho diệt tộc nữa nha coi như có thể diệt thần ly tộc, giết sang giật lại như thế nào chính mình quê quán đều bị tịch thu, cái cũng bị mất, cuối cùng toàn bộ bệ ngạn tộc đều sẽ hủy diệt. Bạo Long tộc một đời mới Bạo Long Vương, tại diệt tam tộc sau thông báo toàn bộ đông vực, đối với câu trần tộc công kích bọn hắn biểu thị phẫn nộ, đồng thời cho thấy ít ngày nữa đem liên hợp mấy cái đại tộc huyết tẩy câu trần tộc. Tin tức truyền đến, toàn bộ đông vực chấn động, Bạo Long tộc từ trước là đông vực tối cường chủng tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Bạo Long tộc bạo ngược cùng cường đại toàn bộ thiên yêu giới nổi danh. Ba cái đại tộc liên thủ công kích đều chỉ có thể đem bọn hắn cho đánh cho tàn phế, không cách nào diệt tộc, có thể thấy được lốm đốm. Mà lần này bọn hắn thông cáo đông vực, chỉ chữ không nói còn lại hai cái chủng tộc, chỉ nhằm vào câu trần tộc, càng làm cho thiên phượng đại đế bên kia thế lực sợ hãi. Câu trần tộc đồng giảng là hiệu trung thiên phượng đại đế, thế cục thanh linh đại đế bên này bộ hạ cũ nói rõ nhằm vào chúng ta, còn như còn lại hai phe thì chuẩn bị tỏa sơn quan hổ đấu. Ở phía sau mấy ngày thời gian, Đông vực khắp nơi đều khói lửa ngập trời. Thanh linh bên này bộ hạ cũ khắp nơi khai hỏa, nhằm vào đều là thiên phượng đại đế bên kia thế lực. Mặt khác hai bên thế lực đều yên lặng, vui với xem cái này hai bên khai hỏa, bọn hắn ngựa ông đắc lợi. Bất quá, tại thần ly sơn các tộc thương nghị sách lược không phải thật sự tiến công, chỉ là uy hiếp kéo dài thời gian. Nếu không thật phát sinh đại chiến, những này đại tộc rất có thể bị toàn bộ chiếm đoạt. Chỗ tốt như vậy rất nhiều, đệ nhất có thể đánh ra sĩ khí. Để nhị có thể cho Bạo Long tộc giảm sóc nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, để tam bảo vệ thần ly tộc cho Giang giật kéo đầy đủ thời gian. Một phen loạn chiến về sau, toàn bộ Đông vực loạn thành nhất đoàn tê dại. Câu Trần tộc bệ ngạn tộc triệt để không dám động, chỉ cần Bạo Long tộc cùng những cái kia đại tộc không công kích bọn hắn, không vạch mặt, bọn hắn không đến mức đi chết chiến, cho hai vị hai bên thế lực thu lợi. Bên ngoài chiến hỏa liên thiên, lang yên cuồn cuộn, thần ly tộc bên này một mảnh an nhàn. Lý Hương Nhi đối với giang giật xem như triệt để bội phục đầu dạp xuống đất, hết thảy đều tại giang giật dự toán bên trong. Giang giật đại môn không ra nhị môn không bước, thật sớm bày mưu nghĩ kế, tính tới toàn bộ đông vực cách cục, cái này tại Lý Hương Nhi trong lòng càng là như chân chính thần linh. Tại xác định thời gian ngắn không có đại tộc dám tiến công thần ly tộc về sau, Lý Hương Nhi tiến vào giang giật lầu các. Nàng cũng cần tu luyện, mà lại cùng giang giật xong tu lời nói, nàng cảm giác tiến triển sẽ nhanh hơn ít nhất nhục thể của nàng trong khoảng thời gian này mạnh mẽ hơn không ít. Giang giật theo ly hương nhi cái này xác định, song tu có thể tăng phúc linh hồn, hắn cũng vui vẻ song tu. Đương nhiên, khiếu huyệt tu luyện là quan trọng nhất, Giang giật quyết định mỗi lần tu luyện một cái khiếu huyệt sau nghỉ ngơi tiểu nửa ngày, khi đó ngược lại là có thể song tu thoáng cái. Người tốt ta thật lớn ra tốt sự tình, lại có thể buông lỏng, chậm lại áp lực, cớ sao mà không làm. Khiếu huyệt tu luyện rất thuận lợi, thời gian trôi qua 11 ngày, Giang giật thành công tu luyện hai cái khiếu huyệt. Để hắn vui mừng chính là ba cái khiếu huyệt đồng thời kích phát, hắn tay trái lực lượng mạnh mẽ rất nhiều, hắn vô cùng tin tưởng, tại 108 khiếu huyệt toàn bộ tu luyện hoàn tất về sau, nhục thể của hắn tuyệt đối có thể cường đại đến phi thường khủng bố tình trạng. Không nói nhưng so sánh phong đế cấp, nhưng bất kỳ ngụy đế cấp nhục thân tuyệt đối so ra kém hắn. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, lực thần tộc năm đó thế nhưng là quét ngang toàn bộ thiên giới, năm đó phong đế cấp cường giả đều không phải số ít, lực thần tộc lại năng lực áp xưng bá thiên giới, có thể thấy được lực thần tộc đến cỡ nào cường đại. Mỗi lần tu luyện xong một cái khiếu huyệt, giang giật đều sẽ xong tu nửa ngày, một bên buông lỏng, một bên đem thiên lực chuyển hóa làm yêu lực, còn có thể nhanh chóng tăng trưởng linh hồn. Loại chuyện tốt này giang giật đương nhiên sẽ không từ bỏ, ly hương nhi đối giang giật là sùng bái đến trong khung, đủ kiểu lấy lòng, dùng sức toàn thân thủ đoạn, để giang giật chân chính cảm nhận được cái gì là tiêu hồn thực cốt. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Giang giật tu luyện càng lúc càng nhanh, trước kia cần 5 ngày mới có thể ngưng tụ một cái khiếu huyệt, đến đằng sau chỉ cần 3 ngày, tại 2 tháng đi qua sau, tu luyện một cái khiếu huyệt đều chỉ cần 2 ngày. 2 tháng, Giang giật tu luyện 18 cái khiếu huyệt, toàn bộ trong tay trái khiếu huyệt đều tu luyện thành công. Cánh tay trái của hắn thật là đồng tay thiết tí, đoán chừng bằng cánh tay trái đều có thể ngạnh kháng hạ đao lãnh dùng đạo thiên linh bảo chiến đao toàn lực một bổ, so cán thi nhục thân đều muốn cường đại mấy phần. Ông, Giang giật toàn bộ cánh tay trái khiêu huyệt kích phát, từng đạo lực lượng kinh khủng lưu chuyển toàn bộ cánh tay, hắn đầy mắt cực nóng cảm khái, hắc hắc, có cái này cánh tay kỳ lân, coi như bệ ngạn vương tới, ta cũng có sức tự vệ. chương 1747, tập kích bất ngờ hạn bà tộc. Bệ ngạn vương không có tới, bất quá dùng câu trần tộc bệ ngạn tộc làm chủ thiên phượng đại đế bên kia thế lực động. Hai tháng này đến, bạo long tộc cùng rất nhiều đại tộc liên tiếp xuất động, thỉnh thoảng bên này chiến thoáng cái, bên kia hù dọa thoáng cái, nhưng vẫn không có phát sinh qua chân chính đại chiến bạo long tộc nói muốn huyết tẩy câu trần tộc hai tháng còn không có động giống như câu trần vương cùng bệ ngạn vương còn xem không hiểu chiến lược của bọn hắn bọn hắn cũng không xứng ngồi tại vị trí này còn lại hai phe thế lực cũng minh bạch bọn hắn trung kế hai tháng để bạo long tộc thở ra hơi mà lại cùng còn lại trung thành với thanh linh đại tộc liên hợp lại hỏa hồ đại đế cùng thần nghe đại đế bên kia đại tộc không hiếu động thanh linh bên này đại tộc đều liên hợp lại công kích bất luận cái gì nhất tộc đều sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, gây nên hung mãnh phản công. Câu trần tộc cùng bệ ngạn tộc nhưng lại không thể không động. Hai tháng này đến, bị diệt tộc cùng công chiếm chủng tộc đã đạt đến 26 cái, mặc dù đều là tiểu tộc, nhưng đối với bên này liên quân sĩ khí là phi thường lớn đả kích. Tăng thêm còn lại hai bên thế lực lặng yên phân hóa, đã có một ít chủng tộc làm phản rồi, nếu như tiếp tục nữa, sợ là càng nhiều loại hơn tộc hội làm phản, đến lúc đó thiên phượng đại đế thế lực hội triệt để tại đông vực biến mất. Sở dĩ câu trần tộc cùng bệ ngạn tộc nhất định phải động, nhất định phải đánh một trận xinh đẹp chiến dịch, đem thiên phượng liên minh khí thế cho đánh lên tới. Hai tộc bí mật thương nghị thoáng cái, đem mục tiêu đặt ở một cái xếp hạng thứ 9 đại tộc, hạn bạt tộc. Đây là thanh linh bộ hạ cũ bên trong ngoại trừ bạo long tộc bên ngoài đệ nhị chủng tộc mạnh mẽ, giống như đem cái này hạn bạt tộc tiêu diệt, bên này thiên phượng liên minh khẳng định hội sĩ khí đại trấn. Sở dĩ không đánh nát long tộc là bởi vì bạo long tộc còn có hai cái ngụy đế cấp, nếu như muốn diệt bạo long tộc, bọn hắn liều mạng phía dưới, cái này hai tộc tuyệt đối phải tử thương thảm trọng. Các tộc đều nhìn chằm chằm bạo long tộc, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, rất dễ dàng bị bên kia liên hợp lại phục kích. Điểm trọng yếu nhất hạn bà tộc khoảng cách bệ ngạn tộc rất gần, chỉ là ngăn cách hai cái sơn lính, giờ phút này hạn bà tộc đại quân còn hỏa lực tập trung tại bệ ngạn tộc sơn lính bên ngoài uy hiếp đâu, vừa vặn có xuất chiến lấy cớ. Muốn chiến, đương nhiên sẽ không ngốc ngốc trực tiếp dạng này đánh tới hạn bạc tộc không phải tiểu tộc, có thể nhẹ nhóm chống cự một đoạn thời gian, đến lúc đó bạo long tộc các loại chờ, đại tộc đến giúp, sẽ biến thành khổ chiến, cuối cùng không nói thất bại đi, chỉ ít hội nguyên khí đại thương. Hai tộc bắt đầu là tấp nập điều động quân đội, gây nên tứ phương chú ý, đồng thời bọn hắn còn để các tộc bắt đầu điều động quân đội, cuối cùng toàn bộ hội tụ đi bạo long tộc phía tây một cái sơn trong cổ, tỏ rõ ý đồ chuẩn bị đối phó bạo long tộc. Trong lúc nhất thời bốn phương vân động, bạo long tộc khẩn trương không thôi, bọn hắn tộc lần trước bị đánh tàn phế, giống như lần này lại bị tiến đánh một lần. Không nói diệt tộc, ít nhất tại đông vực không cách nào đặt chân, chỉ có thể ly biệt quê hương tìm địa phương tiềm ẩn. Thanh linh bộ hạ cũ, các tộc đồng dạng vô cùng gấp gáp, nhao nhao điều động quân đội đi bạo long tộc Sơn Lĩnh chuẩn bị liên thủ kháng địch. Đương nhiên cũng có người hoài nghi thiên phượng liên quân có thể sẽ dương đông kích Tây, nhưng ở câu Trần Vương đều tự mình hướng bạo long tộc bên kia bay đi về sau, không còn có người hoài nghi. Câu Trần Vương tự mình dẫn đầu trong tộc cường giả dòng dã một ngàn người, trùng trùng điệp điệp hướng bạo long tộc bên này bay tới, nhiều nhất hai ngày thời gian sẽ đến, đến lúc đó đại chiến đem lập tức mở ra. Tin tức nhanh chóng truyền ra, các tộc chấn động, thanh linh bộ hạ cũ đều luống cuống, càng nhiều quân đội hướng bạo long tộc bên kia triệu tập đi qua, thậm chí rất nhiều tộc trưởng đều tự mình dẫn binh tiến đến, chuẩn bị huyết chiến một trận. Báo, thần ly tộc vang lên một đạo cấp bách tiếng truyền báo, hai tên trưởng lão nhận được tin tức sau luống cuống, trước tiên đi thông chi Ly Hương Nhi. Ông, Giang Giật cùng Ly Hương Nhi đều tại tĩnh tu, bị cấm chế ánh sáng nóng lánh đánh thức. Hai người gần như đồng thời mở to mắt, liếc nhau sắc mặt biến đến ngưng trọng, nếu như không có đại sự hai vị trưởng lão khẳng định cũng không sẽ đến quấy giày. Giang Giật không nhúc nhích, Ly Hương Nhi đứng dậy ra ngoài, rất nhanh liền vội vàng vào, đem sự tình bẩm báo cho Giang Giật. Câu Trần Vương, Giang Giật lông mày nhíu lại, cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là bắt đầu trầm mặc, thật lâu đều không có mở miệng ly hương nhi cuốn lên cắn răng nói ra chủ nhân nếu không ngài giúp ta tỏa trấn thần ly sơn ta mang binh đi viện trợ bạo long tộc bạo long tộc tuyệt đối không thể diệt nếu không chúng ta toàn bộ chủng tộc đều nguy hiểm gấp cái gì sang giật nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua đi qua vẫy tay một cái nói đi làm một tấm các người đông vực địa đồ đến việc này có quỷ dị ly hương nhi vội vàng truyền âm cho bên ngoài chờ với trưởng lão một cái trưởng lão trong giới chỉ tự có địa đồ hai người vào đây dâng lên Giang giật liếc nhìn vài lần bản đồ này làm rất giản lược, bất quá coi như tinh tường, ghi rõ đông vực tất cả chủng tộc cùng sơn lính, phạm vi thế lực vân vân. Bệ ngạn vương không nhúc nhích sao bệ ngạn đại quân giờ khác này ở cái nào câu trần quân chủ lực ở đâu? Giang giật ngưng âm thanh hỏi thăm một chút tình báo, trưởng lão từng cái trả lời, Giang giật lặp đi lặp lại xem xét địa đồ, sau một lát phi thường khẳng định quát khẽ quả nhiên có vấn đề, lần này câu trần tộc cùng bệ ngạn tộc mục tiêu không phải bạo long tộc, mà là nơi này. Bá bá bá, tam đôi con mắt quét về phía một chỗ rõ ràng là hạn bạc tộc hai tên trưởng lão có chút kinh nghi bất định một người hỏi đại trưởng lão cái này ngươi có thể xác định sao đây cũng không phải là việc nhỏ vạn nhất phán đoán sai lầm bạo long tộc liền bị diệt tộc ha ha giang giật thản nhiên cười nói việc này phán đoán chính xác cùng sai lầm đều không quan trọng coi như đưa tin phá tan long tộc bên kia liên quân bọn hắn chắc chắn sẽ không điều quân đến hạn bạc tộc các ngươi cũng đừng đi đi thần ly tộc chút người này không đủ nhân ra lấp hàm răng có đi hay không đều không làm nên chuyện gì ách ly hương nhi đối với giang giật phi thường tin tưởng thậm chí đối với hắn đều không có nửa điểm chất vấn nàng có chút cuống lên nói ra cửu lang chẳng lẽ tự trơ mắt nhìn xem hạn bà tộc bị diệt không có cách nào giang giật chỉ vào địa đồ nói ra người xem hạn bà tộc cùng bạo long tộc ở giữa khoảng cách coi như bạo long vương nghe ta đồng dạng không cách nào cứu viện cái kia câu trần vương rõ ràng là giả Thật câu Trần Vương hẳn là đã tới hạn Bạt tộc phụ cận. Lần trước bọn hắn Tam đại tộc hiểu đánh lén Bạo Long tộc, lần này làm sao không biết lần này Thiên Phượng liên minh bên kia triệu tập đều là tiểu tộc quân đội, rất nhiều đại tộc đều không nhúc nhích. Coi như động quân đội đều không có đi Bạo Long tộc bên kia, sở dĩ bọn hắn cũng không định cùng chúng ta bên này tử chiến. Lần này bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, tập kích bất ngờ Hạn Bạt tộc. Yêu tộc có thể hóa hình, linh trí không kém gì nhân tộc. Nhưng yêu tộc liền là yêu tộc cũng không có nhân tộc văn hóa truyền thừa, chiến thuật của bọn hắn không cao lắm cấp, cùng nhân tộc so sánh kém xa. Giang giật không có cơ thính vũ hình mộng uyển gần như vậy yêu trí tuệ, nhưng thường xuyên bị người mưu hại, tham gia qua vô số đại chiến, đối với chiến lược chiến thuật ngược lại là hơi có tâm đắc, nhẹ nhóm có thể khám phá câu trần vương cùng bệ ngạn vương ý đồ. Cửu lang, ly hương nhi cắn môi một cái, cầu khẩn nhìn qua giang giật nói, người ra tay giúp giúp hạn bà tộc đi, hạn bà tộc nếu là bị diệt, chúng ta bên này sĩ khi tuyệt đối đại yếu, Đến lúc đó sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, từng cái diệt tộc. Ta không phải thần tiên, ta cứu không được." Giang giật lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ Hạn bà tộc sơn lĩnh, nói có thể cứu bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn. "Các ngươi lập tức phái người đưa tin cho Hạn bà tộc tộc trưởng như hai tộc một khi tiến công, để bọn hắn không nên chống cự, toàn tộc rút lui, mặt khác tổ chức bọn hắn tinh nhuệ nhất cường giả giết vào bệ ngạn trong tộc, lấy mạng đổi mạng. Còn có, đưa tin cho mới thượng vị Bạo Long vương để bọn hắn mau chóng tổ chức đại quân tinh nhuệ đánh tới câu trần tộc, một khi đại quân đến câu trần tộc Sơn trong cổ, hạn bà tộc liền phải cứu được. chương 1748, đạo cao một thước. Giang giật phán đoán truyền đạo bạo long tộc về sau, bên kia lập tức khẩn cấp tổ chức hội nghị, phân tích các loại tình huống. Nhưng cuối cùng đại quân không nhúc nhích, vạn nhất Giang giật phân tích sai lầm, bọn hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài, rất dễ dàng bị nửa đường phục kích. Lại nói giang giật không có bất kỳ chứng cứ nào, hắn dựa vào cái gì nói cái kia câu Trần Vương là giả, vạn nhất là thật đây này. Đương nhiên, hạn bà tộc bên này ngược lại là phi thường trọng thị, dù sao nhằm vào là bọn hắn tộc đàn. Hạn bạt vương cũng không có đi bạo long tộc, chỉ là điều tập trăm vạn đại quân đi trợ giúp mà thôi, giờ phút này hắn cùng trong tộc trưởng lão căn cứ các loại tình huống phân tích một chút, càng phát cảm giác giang giật phán đoán tựa hồ có chút đạo lý. Hạn bạt vương triệu tập trinh sát đại quân bốn phía dò xét, vẻn vẹn sau năm canh giờ, một đạo đưa tin đem toàn bộ hạn bạt tộc kinh động đến. Câu Trần Vương cùng bệ ngạn vương liên thủ xuất binh, xuất lĩnh hai tộc đại bộ phận cường giả cùng ngàn vạn đại quân công kích hạn bạt tộc an trí tại bệ ngạn tộc sơn lĩnh biên cảnh trăm vạn đại quân. Giờ phút này truyền báo khi trở về, kia trăm vạn đại quân đã bị chém giết hơn phân nửa. Ngàn vạn, hạn bạt vương cùng trong tộc trưởng lão hít một hơi lãnh khí, hai tộc đây là vận dụng toàn bộ lực lượng A. Xem ra thần ly tộc cái kia thần bí đại trưởng lão cửu đại nhân suy đoán hoàn toàn chính xác, trước đó bọn hắn quân đội điều động tấp nập rất nhiều tộc đàn đại quân tề động là vì che giấu câu trần tộc đại quân bí mật triệu tập còn như bạo long tộc bên kia câu trần quân rõ ràng là giả mạo câu trần vương đều có thể giả mạo còn có cái gì không thể giả mạo câu trần vương bệ ngạn vương tăng thêm hai tộc toàn bộ cường giả còn có ngàn vạn đại quân lần này hai tộc là muốn cho hạn bạt tộc triệt để diệt tộc a tộc trưởng hạ lệnh đi một cái cái trưởng lão đứng lên đang đang sát khí hạn bạt vương vóc dáng rất thấp Giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm, trên thân sát khí tràn ngập lại có vẻ dị thường cao lớn, hắn thình lình đứng lên nói, toàn tộc nghe lệnh, lập tức hướng phía bắc rút lui, lão Lục lão thất, người dẫn theo lĩnh trăm vạn vạn đại quân đoàn hậu, nhiệm vụ của các ngươi liền là kéo lấy quân địch. Bất quá các ngươi muốn theo cửu đại nhân nói tới, muốn du đấu, chịu chết muốn đưa đến có giá trị, tuyệt đối không nên đi tấn công chính diện, cho tộc nhân đầy đủ rút lui thời gian. Những người còn lại theo ta tự mình xuất chiến theo phía nam đi vòng qua, đánh tới bệ ngạn lĩnh. Cửu đại nhân nói không sai, chúng ta tự lấy mạng đổi mạng. Lấy mạng đổi mạng, toàn bộ trưởng lão quát lớn, lần này tất cả mọi người chuẩn bị chết trận, lưu lại đoạn hậu người cơ bản hữu tử vô sinh, giết vào bệ ngạn lĩnh nguy hiểm hơn, có thể một đi không trở lại. Bất quá đây là biện pháp duy nhất, giống như bọn hắn đều rút lui lời nói, làm sao chống đỡ được kia ngàn vạn đại quân đến lúc đó hạn bạt tộc tộc nhân muốn toàn bộ chết hết. Hạn bạt phương tự mình dẫn đầu một đội tinh nhuệ, tập kích bất ngờ bệ ngạn lính Bệ ngạn tộc đại quân toàn bộ điều động, cơ hồ là không đề phòng. Hạn bạt phương có thể một đường giết đi vào, bệ ngạn quân là vô luận hồi viên vẫn là tiến lên đều tình thế khó xử, coi như hồi viên muốn đuổi theo giết bọn hắn cũng cần thời gian, cái khác tự xem bạo long vương bên kia hành động. Hiu hiu hiu, vô số hạn bạt tộc chạy vội mà ra, từng cái mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ hạn bạt tộc loạn thành nhất đoàn. Bất quá hạn bạt vương hạ lệnh rút lui, đại đa số hạn bạt tộc đều không do dự, trước tiên hướng mặt phía bắc bỏ chạy bên kia sơn lĩnh là bọn hắn liên quân địa bàn bỏ chạy bên kia rất an toàn hạn bạt phương mang theo trong tộc cường giả vẻn vẹn hai vạn người lặng yên đường vòng đi một phương hướng khác bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bệ ngạn lính thảm liệt chiến tranh bắt đầu bệ ngạn tộc cùng câu trần tộc ngàn vạn đại quân thế không thể đỡ hạn bạt tộc biên cảnh trăm vạn đại quân nhẹ nhóm bị chém giết đại quân như phô thiên cái địa châu chấu xông vào hạn bạt tộc sơn lĩnh hạn bạt tộc khống chế sơn lĩnh tương đối nhiều có hơn 30, biên cảnh mấy cái sơn cổ áo dân không rút lui kịp, từng mảnh từng mảnh bị chém giết, tựa như thép thiết hồng lưu trước mặt tượng đất, không chịu nổi một kích. Bất quá đại quân tại quét ngang 67 sơn lĩnh về sau, phát hiện hạn bà tộc biến ít, mà lại không nhìn thấy bất luận cái gì hạn bà tộc đại quân tới nghênh chiến. Ngay tại bệ ngạn vương cùng câu trần vương nghi hoặc lúc, hạn bà tộc đại quân rốt cuộc đã đến. Nhưng những đại quân này lại là phân tán đám bộ đội nhỏ, mà lại không có chính diện chiến đấu, du kích đánh lén, đánh liền chạy. Bệ Ngạn Vương cùng Câu Trần Vương triệu tập quân đội cùng cường giả dọn dẹp mấy vạn đám bộ đội nhỏ phiền phức vô cùng. Đằng sau trực tiếp hạ lệnh, không cần quản những cái kia tán binh. Đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, đi hạn bạt thành. Một đường tiến lên, phía trước sơn lính hạn bạt tộc càng ít, còn lại đều là một chút nhanh giả muốn chết hạn bạt tộc. Những này là rõ ràng không muốn chạy trốn, chuẩn bị chết theo. Bệ Ngạn Vương cùng Câu Trần Vương rốt cuộc cảm giác không được bình thường hạn bà tộc sẽ không tất cả trốn đi chẳng lẽ nhiều như vậy sơn lãnh địa bàn cũng không cần nhiều như vậy hạn bà tộc có thể trốn được nhanh như vậy thoát khỏi bên này ngàn vạn đại quân truy sát. Tăng tốc đi tới, hai cái đại lão lần nữa để đại quân ra tốc, nhưng để bọn hắn buồn bực là, ban đầu đám bộ đội nhỏ bắt đầu biến thành bên trong phần đùi đội. Mỗi cái bộ đội nhân số không nhiều không ít, chỉ có một hai vạn người, đồng dạng là đánh liền chạy, mặc kệ bọn hắn đi, bọn hắn lại đuổi theo đánh. Bên này càng như vậy, hai vị đại lão càng thêm cảm giác không thích hợp. Hai người triệu tập 200 vạn đại quân đối phó những cái kia quấy rầy bộ đội, còn lại tiếp tục tốc độ cao nhất bôn tẩu, thẳng đến hạn bà thành. Chờ bọn hắn hao tốn 10 cái canh giờ đến hạn bà thành lúc, lại phát hiện là một tòa thành không, chỉ còn lại một chút giả yếu tàn tật, hạn bà tộc mà ngay cả hạn bà vương thành đều từ bỏ. Báo, ngay tại bệ ngạn vương nổi giận chuẩn bị đem hạn bà thành hủy đi lúc, một tên tướng quân từ đằng xa bay vụt mà đến, nghiêm nghị hét lớn tộc vương, không xong, Hạn Bạt Vương dẫn đầu hai vạn cường giả giết vào lãnh địa của chúng ta, giờ phút này đã tru diệt trăm vạn tộc nhân, chính hướng Bệ Ngạn thành một đường đánh tới. Cái gì? Bệ Ngạn Vương cùng Câu Trần Vương sắc mặt đại biến, vô số bệ ngạn tộc cường giả cũng luống cuống, mặc dù Hạn Bạt Vương mang theo quân đội không nhiều, nhưng trong tộc cường giả gần như ra, chỉ để lại hơn 10 phong vương cấp mấy chục vạn quân đội, những này quân đội cùng cường giả lại thế nào là ngụy đế cấp Hạn Bạt Vương đối thủ vạn nhất bệ ngạn thành bị đồ, bọn hắn tất cả thân nhân hậu đại đều phải chết tuyệt có cao nhân A, à, câu Trần Vương Tuấn Tú lịch sự, tao nhã nho nhã, hắn một đôi hẹp dài con người híp lại, hai phiết dâu cá chê có chút nhếch lên. Hắn hết sức quen thuộc hạn bạt vương, đó là cái mãng phu, sở dĩ lựa chọn công kích hạn bạt tộc cũng là bởi vì hạn bạt vương chỉ có vũ lực, não tử không dùng tốt, hạn bạt vương là tuyệt đối nghĩ không ra hoàn mỹ như vậy phá cục chi pháp. Hừ, câu Trần Vương con người lạnh lẽo, rất nhanh có lập kế hoạch, hắn quát khẽ, bệ ngạn vương. Người mang 10 vạn tinh nhuệ lập tức trở về đi. Còn lại quân đội giao cho bản vương điều hành, hạn bà tộc đi không xa, bản vương muốn đem bọn hắn toàn tộc chém giết, chỉ cần đem bọn hắn tộc nhân diệt sát, trận chiến này tính công thành. Tốt, bệ ngạn vương nhẹ gật đầu, bất quá cuối cùng mang đi 50 vạn tối cường quân đội, có 50 vạn quân đội hắn có nắm chắc đem hạn bạt vương cùng kia hai vạn quân đội toàn bộ lưu tại bệ ngạn tộc. Truy kích, câu trần vương bạo giống một tiếng, hắn tự mình xuất lĩnh trăm vạn đại quân đi trước một bước, hướng phương bắc điên cuồng đuổi theo. Hạn bạt tộc có mấy ngàn vạn, không có khả năng trốn được nhanh như vậy, hắn tin tưởng nhiều nhất hơn 10 canh giờ là có thể đuổi kịp, sau đó triệt để chém giết. Nhưng mà, vẹn vẹn 8 canh giờ, bên cạnh hắn một cái tộc lão đột nhiên sắc mặt đại biến, bọn hắn an bài trinh sát hồi báo, bạo long vương tự mình dẫn 10 vạn cường giả thẳng đến câu trần tộc mà đi. Nghe được tin tức này, câu trần vương con mắt híp chặt hơn, hắn biết rõ lần này chiến dịch xem như triệt để thất bại. Trừ phi hắn không đi quản trong tộc đàn mấy ngàn vạn con dân, nhưng này có thể sao? Bản tộc bị diệt, hắn coi như diệt hạn bà tộc lại có ý nghĩa gì. Hắn nghĩ đến một trận, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, lắc đầu thở dài, đạo cao một thước, mà cao một trượng, bạo long tộc bên kia có một cái chân chính cao nhân A. truyền lệnh xuống, toàn quân rút lui, chương 1749, tính toán không bỏ sót. Bạo long tộc xuất binh, câu trần vương không thể không hồi viên, hai đại tộc chiến lược ý đồ triệt để bị vỡ nát, bằng vào một cái bệ ngạn tộc không diệt được hạn bà tộc huống chi bên này chiến lược ý đồ bị khám phá các tộc bên kia không có khả năng không phái binh trợ giúp hạn bạt tộc câu trần vương duy nhất hy vọng liền là bệ ngạn vương đem hạn bạt vương cho lưu lại một trận chiến này cũng coi là có chút công tích muốn về viện binh không có khả năng đơn thuần đem đại quân toàn bộ triệu tập trở về dạng này ngàn vạn dặm bôn tập rất có thể bị bạo long tộc bên này phục kích sở dĩ câu trần vương để bệ ngạn quân trở về chính mình tần suất mấy chục vạn cường giả bằng nhanh nhất tốc độ chạy về còn lại câu trần quân thì thẳng bước bạo long tộc mà đi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Đã hạn bạt vương cùng bạo long vương đều hiểu vây ngụy cứu triệu, câu trần vương rất thông minh học để mà dùng. Chỉ cần đại quân đến bạo long tộc sơn lĩnh phụ cận, bạo long vương tự không thể không rút quân, song phương đánh cái ngang tay. Bệ ngạn vương có thể lưu lại hạn bạt vương sao? Giống như không có gì bất ngờ xảy ra là hẳn là có thể lưu lại, hạn bạt vương hiếu dũng vô mưu, mang theo hai vạn đại quân sông vào bệ ngạn tộc lãnh địa, một đường huyết tẩy đi vào, đều giết điên dại, mặc kệ 372 chi nhất phàm tao ngộ bệ ngạn tộc toàn bộ giết chết. Cái này vẻn vẹn hơn 10 canh giờ, bị bọn hắn đổ sát bệ ngạn tộc đã đạt tới hơn 500 vạn. Hưu, vào thời khắc này, nơi xa một cái trinh sát đột nhiên bay vụt mà đến, vọt thẳng đến hạn bạt vương bên người một gối quỷ xuống nói, báo, thần ly tộc đại trưởng lão truyền đến một câu. Ách, giết đỏ cả mắt hạn bạt vương đầu não có chút khôi phục vẻ thanh tình, liên thanh quát khẽ nói, nói. Trinh sát nhanh chóng bẩm báo nói, cửu đại nhân nói, giống như không ra ngoài ý liệu của hắn, giờ phút này bệ ngạn vương đã mang đại quân đến vây quét chúng ta, mà câu trần vương cũng rút quân. Sở dĩ hắn để chúng ta đừng giết, lượn quanh một vòng trở về đi, viện quân rất nhanh sẽ tới, bệ ngạn quân thời gian ngắn bất lực phản công. Hắn để chúng ta chú ý, không muốn đổ bệ ngạn thành, nếu không bệ ngạn quân tướng sẽ chết chiến đến cùng. Lượn quanh một vòng trở về, hạn bạt vương cùng mấy cái trưởng lão liếc nhau có chút trần chờ bởi vì bệ ngạn thành ngay tại phía trước, bọn hắn cái này hai vạn người có niềm tin tuyệt đối đem bệ ngạn thành cho san thành bình địa. Trong thành thế nhưng là có bệ ngạn tộc tinh anh con em hậu đại, đem những này người toàn bộ chém giết, bệ ngạn tộc nguyên khí đại thương, không có 10 năm không cách nào khôi phục lại. Hạn bạt phương một đường buôn tập, sở dĩ căn bản không biết giờ phút này hạn bạt tộc tình huống. Thần ly tộc cái này cửu đại nhân chỉ là suy đoán mà thôi, vạn nhất suy đoán sai lầm, hạn bạt tộc giờ phút này bị đại quân đuổi kịp toàn bộ bị diệt đâu bọn hắn cái này vừa rút lui, đem rốt cuộc không có cơ hội báo thù rửa hận. Vào vẫn là lui, hạn bạt vương không quyết định chắc chắn được, ánh mắt nhìn về phía trong tộc đầu óc dùng tốt nhất ba vị trưởng lão, từ trước trong tộc sự tình hắn đều thích trưng cầu ba cái trưởng lão ý kiến. Một cái trưởng lão lắc đầu rất khẳng định nói ra, không thể rút lui, cơ hội tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể từ bỏ coi như rút lui cũng phải đem bệ ngạn thành đồ lại rút lui, dù sao cũng không kém nhiều lắm thời gian, vẫn là rút lui đi. Một người trưởng lão khác có chút lo lắng nói ra, đồ bệ ngạn thành tựu triệt để không có quay về đường sống, đến lúc đó chỉ có thể cùng bệ ngạn tộc ăn thua đủ, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Hạn bạt vương ánh mắt nhìn về phía bọn hắn tộc đại trưởng lão, sở hữu trưởng lão nhìn qua đại trưởng lão, muốn nghe xem hắn ý tứ. Đại trưởng lão đôi mắt lóe lên, phi thường quả quyết nói ra, rút lui, nghe cửu đại nhân. Người này trí tuệ thông thiên, tính toán không bỏ sót, Ngươi nhìn hắn mọi chuyện đều tính được phi thường tinh chuẩn, liệu địch tại tiên cơ, hắn đến tiếp sau khẳng định còn có an bài. Chúng ta không muốn hành động theo cảm tính, muốn dùng đại cục làm trọng, chúng ta hạn bạt tộc bị diệt không sao, đến lúc đó chung với thanh linh đại đế toàn bộ chủng tộc đều diệt vong, đông vực sẽ triệt để luân hãm. Rút lui, hạn bạt vương không còn có bất cứ chút do dự nào, mang theo hai vạn đại quân hướng một cái hướng khác bôn tập mà đi, chuẩn bị xông ra bệ ngạn tộc lãnh địa, lại lượn quanh cái vòng luẩn quẩn trở lại hạn bạt tộc. Mặc dù là rút lui, nhưng hạn bà tộc đại quân vẫn là một đường đổ sát đi qua. Tại sông ra bệ ngạn tộc khống chế Sơn Lĩnh lúc, lần nữa tru diệt hơn 100 vạn bệ ngạn tộc, đồng thời bọn hắn còn phóng đi phụ cận mấy cái tiểu tộc, đem mấy cái kia tiểu tộc tiêu diệt, mấy cái kia tiểu tộc là phụ thuộc bệ ngạn tộc. Bệ ngạn vương xuất lĩnh đại quân hấp tấp gấp trở về, kết quả nhận được tin tức hạn bạt quân đã sớm hướng một cái hướng khác rút lui. Bệ ngạn vương như chút được gánh nặng thở hồn hển một hơi, may mắn bọn hắn trở về nhanh, bệ ngạn thành mới dùng bảo toàn, nếu không lần này bệ ngạn tộc tự nguyên khí bị thương nặng. Chạy trốn, bệ ngạn vương rất nhanh lại nổi giận, giết mấy trăm vạn bệ ngạn tộc phủi mông một cái liền muốn đi, nào có chuyện tốt như vậy hắn lập tức lưu lại 20 vạn đại quân thủ hộ bệ ngạn thành, dẫn đầu 30 vạn đại quân hướng hạn bạt quân thoát đi phương hướng đuổi theo. Chỉ là đuổi một nửa lộ trình, hắn thu được đưa tin câu Trần Vương đã rút quân, bệ ngạn tộc mấy trăm vạn đại quân cũng rút về. Hắn có chút trợn tròn mắt, thế cục này biến đổi quá nhanh, Hắn đều theo không kịp tiết tấu, trong lúc nhất thời không biết là tìm lại được không không đuổi. Truy, Hạn Bạt Vương chỉ là mang theo hai vạn người, đều là tinh nhuệ, tốc độ quá nhanh, thời gian ngắn không có khả năng đuổi kịp. Câu Trần Vương rút quân cái này khiến nội tâm của hắn có chút bồn chồn, vạn nhất hắn mang theo 30 vạn đại quân truy sát mà đi, cuối cùng lại bị Hạn Bạt tộc liên hợp mấy cái đại tộc phục kích đâu. Giống như không truy chẳng lẽ cứ như vậy uất ức trở về hay là lần nữa mang binh tiến công hạn bà tộc vấn đề là hạn bà tộc toàn bộ rút lui a, à. hắn độc thân mang theo bệ ngạn quân đuổi theo giết, giống như lại là cạm bẫy, lại bị phục kích, hay là hạn bạt vương giết cái hồi mã thương đem bệ ngạn tộc cho đồ đâu? Yêu tộc cùng nhân loại linh trí không sai biệt lắm, bất quá yêu tộc liền là yêu tộc, không có nhân loại nội tình và văn hóa tích lũy, chiến lược chiến thuật càng là chênh lệch quá xa. Yêu tộc tôn trọng chính là tuyệt đối lực lượng trước kia có đại đế xuất lĩnh căn bản không cần bọn hắn cân nhắc nhiều như vậy tại chiến lược chiến thuật bên trên tiên thiên không đủ đi về trước đi cuối cùng bệ ngạn vương cắn răng bất đắc dĩ chỉ có thể rút quân không phải hắn không có can đảm không phải hắn sợ chết chỉ là lần này lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện biến cố chính như câu trần vương nói bạo long tộc bên kia có cao nhân một đường nắm cái mũi của bọn hắn tại đi giống như hắn làm loạn đem rất có thể trúng kế đến lúc đó tự vạn kiếp bất phục một trận đại chiến lặng yên vô tức hạ màn kết thúc, hạn bạt vương mang binh lượn quanh một vòng sau khi trở về, quả nhiên phát hiện phụ cận mấy cái tộc đàn nhao nhao chạy đến viện trợ, còn có mấy trăm vạn đại quân đã ở trên đường. Tại bọn hắn được biết bạo Long Vương mang binh tập kích bất ngờ câu trần tộc, đồng thời công thành lui thân về sau, toàn bộ đối thần ly tộc cái kia cửu đại nhân bội phục đầu dạp xuống đất. Lần này đại chiến đều có tử thương, không sai biệt lắm là đánh một cái ngang tay, hạn bà tộc bị chém giết hơn 100 vạn đại quân, con dân tử thương hơn 100 vạn, bệ ngạn tộc bên kia lại bị chu diệt hơn 7 triệu con dân. Bất quá, lần này nếu như không có giang giật hiến kế, kết cục chính là hoàn toàn không giống, hạn bạt tộc sẽ bị diệt, thanh linh bộ hạ cũ sĩ khí sẽ gặp đả kích nghiêm trọng, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Bạo Long Vương tại hồi tộc về sau, lập tức phát ra đưa tin mời Ly Hương Nhi mang theo giang giật đi Bạo Long tộc cùng nhau thương nghị đại kế. Nhưng mà, thần Ly tộc rất nhanh đưa tin tới, giang giật biểu thị hắn gần nhất bề bộn nhiều việc không rảnh, muốn thương nghị để bạo Long Vương tự mình đi thần Ly Sơn. chương 1750, vị trí này là ta. Cửu lang, như vậy không tốt đâu. Thần Ly Sơn trong cung điện, Ly Hương Nhi cao mày, sắc mặt thật không tốt. Mới thượng vị bạo Long Vương triệu kiến, lúc đầu các nàng hẳn là hấp tấp chạy tới, giang giật lại không đi, còn để đưa tin nói không rảnh, để bạo Long Vương tự mình tới. Cái này khiến Ly Hương Nhi rất là lo lắng, cũng có chút sợ hãi, vạn nhất bạo Long Vương tức giận phía dưới, mặc kệ thần Ly tộc nữa nha, thần ly tộc những năm này một mực dựa vào bạo long tộc chiếu ứng mới có thể còn sống sót đối với thần ly tộc tới nói bạo long vương mệnh lệnh cái kia chính là trí cao vô thượng ý chỉ giang giật chẳng khác gì là công nhiên kháng chỉ còn để đế vương tự mình đến gặp hắn không có gì tốt không tốt giang giật cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào hắn nhẹ nhàng nói ra bọn hắn muốn cầu ta còn không bỏ xuống được mặt mũi muốn ta đi gặp bọn hắn bạo long vương cho là hắn là ai a à, không phải liền là cái ngụy đế cấp sao ly hương nhi bó tay rồi cũng không biết nói cái gì cho phải nàng cúi đầu không dám để cho giang giật thấy được nàng bất an cùng lo lắng giang giật đưa thay sờ sờ mái tóc của nàng cười nói ra đừng nghĩ nhiều như vậy bạo long vương chẳng mấy chốc sẽ tới đến lúc đó hết thảy có ta ta cũng không gạt ngươi làm như vậy có của ta thâm ý bọn hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta cũng không phục ta ngươi xem bọn hắn đối với sắp xếp của ta cũng không có lập tức chấp hành giống như bọn hắn hoàn toàn tin tưởng lời của ta lần này ta có thể làm cho bệ ngạn tộc cùng câu trần tộc trọng thương sở dĩ ta để bạo long vương tự mình tới chính là muốn ép một chút hắn ngạo khí hắn cái gọi là thương nghị đại kế không phải liền là muốn cho ta giúp bọn hắn nghịch chuyển thế cục đem tam phương thế lực triệt để chấn áp sao bọn hắn nghĩ dựa vào ta vậy thì nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm ta phục tùng ta dạng này mới có thể thống nhất điều hành nếu không ta phát ra mệnh lệnh không ai chấp hành lợi hại hơn nữa mưu kế lợi hại hơn nữa quân sư thì có ích lợi gì đâu ta làm như vậy còn không phải là vì các ngươi những này thanh linh bộ hạ cũ vì thần ly tộc ly hương nhi cái hiểu cái không bất quá giang giật có thể cho nàng giải thích biểu thị sự tình ra có nguyên nhân nàng tâm tình thoáng cái khá hơn ngọt ngọt cười nói là hương nhi hiểu lầm chủ nhân xin chủ nhân trách phạt trách phạt nhìn thấy ly hương nhi kia như kẹo đồng dạng nụ cười ngọt ngào nhìn xem nàng cặp kia mị nhãn như tơ đôi mắt đẹp cười mắng người cái này con là nghĩ quất soi a à ngồi lên đến chính mình động. Tuân mệnh, ly hương nhi phun ra phấn hồng chiếc lưới thơm tho, chậm rãi rút đi trường bào dạng chân đi lên, gian phòng bên trong rất nhanh lại trở nên ra đầy vườn sắc xuân. Bên kia bạo long vương thu được đưa tin về sau, mặc dù sắc mặt không có cái gì biến ảo, nhưng nội tâm vẫn còn có chút tức giận. Bạo long tộc một mực là đông vực vương giả, đệ nhất cường tộc, coi như bị đánh tàn phế nhưng là dư uy vẫn còn, tôn nghiêm vẫn còn, để hắn hạ mình đi gặp thần ly tộc một cái trưởng lão cái này truyền ra về sau hắn còn có cái gì uy tín. Lão bạo Long Vương vừa mới đi về cõi tiên, hắn mới thượng vị không lâu, chính cần thời điểm lập uy. Giang giật lại cho hắn một hạ mã uy, cái này khiến hắn làm sao không giận. Bạo Long tộc các trưởng lão giận quá, nhất là cái kia nhị trưởng lão, lần trước đi thần ly tộc Giang giật tự không có xuất hiện, cái này khiến hắn thật mất mặt, càng trâu rồi, hắn cho là hắn là ai. Giận thì giận, đang suy nghĩ nửa ngày, bốn phía thế cục cũng lắng lại về sau, Bạo Long Vương vẫn là quyết định bí mật dẫn người đi một chuyến thần ly tộc, gặp một lần cái này thần bí cửu đại nhân. Mặc dù một trận chiến này để thanh linh bộ hạ cũ bên này lần nữa thanh thế phóng đại, nhưng Bạo Long Vương cũng nhìn thấy nguy cơ. Giống như lần này không phải cái này thần bí cửu đại nhân đề điểm, hạn bà tộc liền bị diệt. Lần này có thể diệt hạn bà tộc, lần sau có thể diệt tộc khác, mấy lần chiến đấu về sau, thanh linh bộ hạ cũ liền muốn toàn bộ bị diệt. Lập lại chiêu cũ, Bạo Long Vương phát ra thông cáo đối với lần này Câu Trần tộc cùng Bệ Ngạn tộc hành động nghiêm trọng khiển trách, đồng thời liên tiếp điều động đại quân, bày ra một bộ chuẩn bị tiến công Bệ Ngạn tộc dáng vẻ. Mục đích thật sự tự nhiên là hấp dẫn các tộc trinh sát lực chú ý. Bạo Long Vương mang theo mấy cái đại tộc tộc trưởng bí mật tiềm hành, tại hạ giới 3 ngày sau bọn hắn thành công đã tới Thần Ly sơn. Ly Hương Nhi tự mình mang theo toàn tộc cường giả tới đón tiếp, giang giật nhưng như cũ chưa từng xuất hiện để rất nhiều đại nhân vật nội tâm thầm giận, nổi giận Long Nhị trưởng lão kém chút chửi mẹ. Tiến vào thần ly tộc đại điện, Bạo Long Vương ngồi lên chủ vị, các đại tộc tộc trưởng nhao nhao ngồi xuống, Hạn Bạt Vương cũng tới, Giang giật rốt cục khoan thai tới chậm. Hắn không có sử dụng linh nguyễn thuật, biến trở về dáng vẻ vốn có, mặc một thân thanh bào, đi tới sau cũng không nói chuyện, bốn phía nhìn lướt qua, ngạo nghễ đứng thẳng. Ly Hương Nhi vội vàng cấp mọi người giới thiệu nói, chư vị đại nhân, tiền bối, vị này là tộc ta đại trưởng lão, tên một chữ một cái chín chữ. Cửu lang, Ly Hương Nhi mang theo cầu khẩn thần sắc nhìn qua giang giật nói, vị này là bạo long vương, vị này là hạn bạt vương, vị này là... Người còn không mau cho chư vị hành lễ. Hành lễ, giang giật cười nhạt một tiếng, nhìn qua cùng long ngạo không sai biệt lắm bộ dáng bạo long vương, nói khẽ bạo long vương, người ngồi sai chỗ đưa, kia là ta ngồi địa phương. Bá bá bá, toàn bộ cường giả sắc mặt đại biến, vô số cường giả giận tím mặt, long ngạo càng là đằng đằng sát khí, Ly Hương Nhi thân thể mềm mại run lên, thần ly tộc hai cái trưởng lão hai chân mềm nhũn kém chút ngồi ngay đó. Ha ha ha, bạo long vương giận quá mà cười, khoát tay áp chế mọi người, ánh mắt cùng giang giật đối mặt nói, người dựa vào cái gì ngồi vị trí này. Ông, giang giật trong tay giới chỉ lóe lên, một mảnh xinh đẹp lá cây xuất hiện, hắn bình tĩnh nói ra, bằng cái này, có đủ hay không? Đây là, bạo long vương đôi mắt đột nhiên co rụt lại, toàn trường chấn kinh ngạc, sở hữu ánh mắt nhìn về phía giang giật trong tay lá cây dị thường cực nóng, bất quá cũng có chút trong mắt cường giả hiện lên một tia kinh nghi, không dám xác định. Ha ha, giang giật thiên lực chú ý, thần thụ diệp sáng lên một đạo nhu hòa quang mang, một cỗ không hiểu khí tức theo thần thụ diệp thượng truyền khai, lần này sở hữu đại lão không người lại hoài nghi. Bạo Long Vương thân thể đứng lên, không dám ngồi, hắn ngữ khí trở nên cung kính, ngưng âm thanh hỏi, cái này thần diệp ngươi từ chỗ nào thu hoạch được? Ngươi đây không phải nói nhảm sao, Giang giật trợn trắng mắt nói, thanh linh đại nhân có bao nhiêu phiến thần diệp các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, cái này thần diệp thanh linh đại nhân có thể từng ban cho qua các ngươi. Cái này ngược lại là thật không có, thanh linh thần thụ diệp hoàn toàn chính xác thưa thớt, chỉ có chút hít vài miếng, chưa từng gặp ban cho qua bất kỳ chủng tộc nào. Bạo Long Vương sắc mặt lần nữa biến đổi, có chút kích động chắp tay nói ra, vị đại nhân này, người gặp qua đại đế đại đế trở về. Những này các ngươi không cần biết rõ. Giang giật lạnh lùng hướng phía trước đi đến, Bạo Long Vương dừng một chút nhường qua một bên, Giang Giật trực tiếp ngồi lên chủ vị, phi thường bá đạo nói ra: Lần này ta ra Đông Vực chính là vì trợ giúp Đại gia, Đại đế tạm thời sẽ không xuất hiện, các ngươi cần đoàn kết cùng một chỗ tự vệ. Giống như các ngươi tin ta, ta có thể để các ngươi toàn bộ còn sống sót, cuối cùng chế bá Đông Vực. Giống như không tin ta, các ngươi từ chỗ nào đến, chạy về chỗ đó đi, các ngươi phá sự ta mặc kệ. A, à, chư vị đại lão liếc nhìn nhau trầm mặc xuống, Giang Giật lai lịch quá thần bí mà lại căn bản không lộ chân tướng, cái này khiến đại gia làm sao tin tưởng hắn. Giống như hắn là ba cái đại đế phái tới gian tế, giống như thần diệp là một vị nào đó đại đế theo thanh linh chỗ nào đạt được đây này nói như vậy bọn hắn sẽ vạn kiếp bất phục a. À. Chương 1751, Ngây thơ, Giang Giật Kỳ thật cũng không có nói ngoa, hắn đứng ra đích thật là muốn giúp thanh linh bộ hạ cũ một cái, xem ở thanh linh trên mặt mũi, không muốn những này bộ hạ cũ đều bị diệt phong. Hắn cùng Ly Hương Nhi song tu phía dưới, thể nội thiên lực có rất nhiều đều chuyển hóa làm yêu lực. Hắn tùy thời có thể dùng rời đi, tiềm phục tại thiên yêu giới bất kỳ địa phương nào tu luyện, sẽ không bại lộ thân phận, sẽ không dẫn tới phiền phức, càng sẽ không gây nên ba vị đại đế chú ý. Hắn đứng ra, một là vì thần ly tộc, hai là vì thanh linh. Giống như đám người này không phục hắn, không tin tưởng hắn, như vậy hắn vì sao muốn giúp bọn hắn hắn suy nghĩ nhiều nhất biện pháp bảo trụ thần ly tộc là được, bạo long tộc hạn bà tộc chết sống liên quan đến hắn cai răm ấy hắn đứng ra kỳ thật nguy hiểm rất lớn rất dễ dàng bị ba vị đại đế chú ý nhớ thương đến lúc đó sẽ xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn cùng biến cố hắn cần thời gian tu luyện giống như lần này làm không tốt hắn kết cục sẽ rất thảm bạo long vương bọn người trầm mặc một lát từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được một lát sau bạo long vương mở miệng cửu đại nhân có thể hay không trước nghe một chút kế sách của ngươi ngươi như thế nào mới có thể tuyệt đối bảo trụ đại gia như thế nào mới có thể chế bá đông vực dù sao việc này không giống tiểu khả không phải bất luận cái gì một nhà cũng dám đơn giản gật đầu. Ha ha, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, hắn đột nhiên đứng dậy đi ra phía ngoài, để vô số mắt người mắt co rụt lại, thầm giận không thôi, Ly Hương Nhi cùng hai vị trưởng lão càng là không biết làm sao. Bất quá Giang giật tại cửa ra vào lúc vẫn là đứng vững, nghe cái gì kế sách đây không phải nói rõ còn không tin tưởng ta sao đã không tin tưởng, vậy cũng chớ nói chuyện, chính các người nghĩ biện pháp. Lần trước giống như các người tin ta, câu Trần Vương hoàn toàn có thể lưu lại. Hừ, Giang giật hừ lạnh thoáng cái, quay người bước nhanh mà rời đi, không có nửa điểm nhớ nhung. Ly Hương Nhi xấu hổ muốn chết, vội vàng xin lỗi hai tiếng đuổi sát Giang giật mà đi, đại điện bên trong thì yên tĩnh lại. Chư vị đại lão mặt không thay đổi cúi đầu trầm tư, không biết như thế nào cho phải, tất cả mọi người nhớ tới Giang giật cho mọi người đưa tin. Trên thực tế Giang giật cuối cùng để Bạo Long Vương dẫn người đi chặn đường câu Trần Vương, đáng tiếc cuối cùng Bạo Long Vương không dám mạo hiểm hiểm nghĩ đến giống như bọn hắn dựa theo giang giật kế hoạch làm việc thật đúng là có rất lớn hy vọng đem câu trần vương lưu lại bạo long vương để hai vị trưởng lão mở ra đại điện cấm chế mọi người bắt đầu thương nghị đại điện bên trong rất nhanh náo nhiệt lên thậm chí có người chửi ầm lên nhớ tới thân rời đi các tộc tộc trưởng đều tức giận bất bình giống như giang giật ngữ khí tốt hơn một chút giống như giang giật khách khí ta đem hắn kế sách nói rõ để đại gia tâm phục khẩu phục mọi người có lẽ sẽ tiếp nhận giang giật thật ngông cuồng xuất ra một mảnh thần thụ diệp trực tiếp muốn thượng vị, muốn trở thành thủ lĩnh của mọi người để sở hữu đại lão đều nghe hắn. Hắn tính là thứ gì giống như hắn thật là thanh linh đại đế đặc sứ vậy dễ làm, vấn đề hắn cái gì đều không hiểu thả, cái gì cũng không nói, ai dám tin tưởng hắn. Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương một mực không nói chuyện, còn có một cái xếp hạng thứ 11 đại tộc tộc trưởng, Thiên Bằng Vương cũng một mực trầm mặc, chờ mọi người cãi nhau trọn vẹn một canh giờ sau, Bạo Long Vương cuối cùng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía thiên bằng vương hỏi, lão bằng, ý của ngươi thế nào? Thiên bằng vương mặt tương đối nhọn, cái mũi mang câu, con mắt dị thường sắc bén, cho người ta một loại hung ác nham hiểm hương vị, hắn dừng một chút mở miệng, cũng không có nói quá nhiều, chỉ có ba chữ ta tin hắn. Ây, toàn trường an tĩnh lại, thiên bằng vương sau khi đi vào một câu chưa hề nói, trực tiếp tỏ thái độ, còn dị thường khẳng định, biểu thị nguyện ý nghe theo giang giật điều khiển, hoàn toàn phục tùng hắn. Bạo Long Vương nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía hạn bạt vương, cái sau nhếch miệng cười nói, giống như không phải cửu đại nhân, hạn bạt tộc đều không tồn tại. Hắn muốn làm sao đùa, chúng ta hạn bạt tộc tuyệt không hai lời. Kia tốt, bạo long vương đứng lên nói, chư vị đều chớ ồn ào, chúng ta thế cục phi thường không lạc quan, lần này quyết định, quan hệ đến sinh tử của chúng ta tồn vong. Sở dĩ ta không khỏi cường đại gia, giống như nguyện ý tiếp nhận cửu đại nhân điều khiển, nguyện ý đem thân gia tính mệnh giao cho hắn tự lưu lại đi giống như không nguyện ý trước tiên có thể đi rời đi, ta bạo Long Vương quyết định tin hắn một lần. Hoa, bạo Long Vương đều mở miệng, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không dám nói chuyện, lại không dám đứng dậy rời đi, dù sao mấy cái đại tộc đều cúi đầu, bọn hắn còn có cái gì không bỏ xuống được lần này rời đi về sau rốt cuộc không có có cơ hội liên hợp. Đi thôi, bạo Long Vương đắng chắt cười cười, hướng thần ly tộc hai tên trưởng lão nhìn một cái nói, mang bọn ta đi gặp cửu đại nhân. Rõ, hai tên trưởng lão vội vàng mang theo mọi người đi ra đại điện, hỏi thăm một phen phát hiện Giang giật thế mà chưa có trở về chính mình lâu các, mà là đi một cái khác đại điện. Hai vị trưởng lão hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là mang theo một đám đại lão tiến vào cung điện kia. Đại điện rất hiên tĩnh, bên trong không có bày ra bất luận cái gì chỗ ngồi, bất quá ở giữa bày một cái cự đại bàn đá, trên bàn đá lại là một cái vật kỳ quái. Giang giật đứng tại bên cạnh cái bàn đá mỉm cười nhìn qua mọi người nói ra, đều nghĩ thông rồi kia đều đến xem cái này đi a à, bạo long vương bọn người ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc giang giật đoán được bọn hắn sẽ đến ở chỗ này là cố ý chờ bọn hắn người này chẳng lẽ là thần linh sao cái gì cũng có thể coi là chuẩn chư vị tộc trưởng ánh mắt nhìn về phía trên bàn đá cái kia kỳ quái đổ vật một cái tộc trưởng rất nhanh kinh hô lên a à đây không phải chúng ta đỏ vũ lĩnh sao cái này đây là một bức địa đồ chuẩn xác mà nói cái này gọi sa bàn là căn cứ đông vực địa đồ làm thành giang giật cười tủm tỉm nói trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm chỉ vào một chỗ nhìn qua Bạo Long Vương nói ra, "Bạo Long Vương, đây là các người Bạo Long lĩnh a, à đây là Hạn Bạt lĩnh, đây là Thiên Bằng lĩnh, đều không sai a?" À. Chư vị đại lão nhìn kỹ vài lần, Hạn Bạt Vương gật đầu nói, "Không sai, bản đồ này làm như vậy tựu tươi sáng nhiều." Chư vị mời xem, Giang giật trường kiếm trong tay lần nữa chỉ một cái, chậm rãi mà đàm đạo, "Đây là Câu Trần tộc, đây là Bệ Ngạn tộc, đây là Cửu Lê tộc, đây là Thiên Thử tộc, đây là Quỷ Sa tộc. Các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề?" các ngươi những này tộc đàn đều không phải là núi liền mà là tách ra, mà lại các ngươi tộc đàn đều tại đông vực ở giữa. Nói một cách khác, các ngươi bị tam phương thế lực bao vây. Ta muốn hỏi hỏi đại gia, giống như tam phương thế lực đồng thời tiến công các ngươi, kết cục sẽ như thế nào? Cái này, vô số tộc trưởng biến sắc, Giang Giật nói là tình hình thực tế, giống như ba phần thế lực đồng thời tiến công, bọn hắn căn bản là không có cách cùng nhau trông coi, kết cục sau cùng chỉ có diệt tộc một cái tộc trưởng trong lòng còn có chút không phục đi mở miệng nói ra người cái này giả thiết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tam phương thế lực lẫn nhau kiềm chế làm sao có thể đồng thời tiến công ha 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 giang giật ngửa mặt lên trời cười to lập tức quát lạnh nói ngây thơ công kích bạo long tộc ba cái đại tộc chẳng lẽ không phải tam phương thế lực đại biểu ba vị đại đế vì sao muốn âm thầm khống chế đông vực còn không phải là vì nhằm vào thanh linh đại đế không phải liền là giống như đem thanh linh đại đế lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất sao nói cho cùng kỳ thật không có tam phương thế lực bọn hắn đều là cùng một bọn tại các ngươi cũng không đủ uy hiếp lúc bọn hắn hội tranh đấu lẫn nhau cướp đoạt bàn mà tại các ngươi đoàn kết lại cộng đồng kháng địch hậu bọn hắn cũng sẽ lập tức liên hợp đem các ngươi trước cho đánh cho tàn phế lại phân địa bàn nếu như ta đoán không lầm không ra một tháng tam phương thế lực sẽ đồng thời xuất binh nếu không các ngươi trở về các loại chờ một tháng ba ba bá, bá đại điện bên trong sở hữu tộc trưởng cùng trưởng lão sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch Giang giật nói ra chân tướng sự thật, vỡ vụn trong bọn họ tâm còn sót lại chút lòng chờ mong vào vận may. chương 1752, tráng sĩ chặt tay. Bạo Long Vương bọn người linh trí không thấp, có thể tu luyện tới ngụy đế cấp đầu óc của bọn hắn đủ tốt dùng. Trên thực tế bọn hắn cũng phi thường tinh tường, trước mắt cách cục cùng các tộc nguy cơ, lần này có thể hạ mình đến thần Ly Sơn, có thể kiềm nén lửa giận tới đây. Điều này nói rõ bọn hắn đối với tự thân tình cảnh có rất cao nhận biết, chỉ là không ai nói thấu thôi. Sang giật phá hủy trong bọn họ tâm may mắn, xé toang mọi người tấm màn che, đem nguy cơ bày tại chỗ sáng, để các vị tộc trưởng càng thêm thanh tỉnh thấy rõ ràng, bọn hắn gặp phải thế cục đến cỡ nào nguy hiểm. Mọi người trầm mặc một hồi, Bạo Long Vương thở dài một tiếng nói, "Cửu đại nhân, mời hạ lệnh đi, chúng ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Ngươi là Thanh Linh Đại Đế phái tới sứ giả, hy vọng xem ở chúng ta đối đại đế trung thành tuyệt đối phân thượng, giúp chúng ta một cái." Hạn Bạt Vương Thiên bằng Vương bọn người toàn bộ khom người quát khẽ nói mời cửu đại nhân giúp chúng ta một cái giúp các ngươi không có vấn đề giang giật cười cùng một cái lão hồ ly một chút hắn dừng một chút nghiêm mặt nói bất quá nhất định phải ước pháp tam chương bạo long vương gật đầu nói mời đại nhân chỉ thị giang giật phi thường bá đạo nói ra đệ nhất mệnh lệnh của ta nhất định phải tuyệt đối phục tùng một khi phát hiện có người lá mặt lá trái ta lập tức buông tay mặc kệ có thể bạo long vương cùng mọi người liếc nhau cắn răng gật đầu nói Bọn hắn là cùng đường mặt lộ, chỉ có đánh cược một lần. Giang giật tiếp tục nói ra, thứ hai, không cho phép hỏi nhiều, không cho phép nhiều lời, không phải tiết ra ngoài thân phận của ta, không phải tự mình nghị luận của ta bất luận là quyết sách gì, giống như phát hiện có người thông đồng với địch, vô luận là ai lập tức giết chết. Điểm này bạo Long Vương bọn người không có bất kỳ cái gì dị nghị, toàn bộ nhẹ gật đầu, bạo Long Vương hỏi, đại nhân, điểm thứ ba đâu? Giang giật nháy nháy mắt, nói ra, điểm thứ ba, ta còn chưa nghĩ ra, để nói sau đi một đám người hai mặt nhìn nhau còn có người trên trán hắc tuyến từng cái từng cái vô cùng im lặng bạo long vương cười khổ một tiếng nghiêm mặt hỏi cửu đại nhân yên tâm người nói chúng ta đều nhớ kỹ nếu có người vi phạm bản vương tự mình động thủ chém giết cửu đại nhân người xem chúng ta nên như thế nào phá cục đâu ánh mắt mọi người đều nóng rực lên ngừng thở giang giật đã tại bực này bọn hắn khẳng định là có phá cục phương pháp rất nhiều người ngược lại là muốn nhìn một chút cái này thần bí cửu đại nhân như thế nào tại tam đại thế lực hạ bảo vệ hắn bọn họ. Giang giật sờ lên cái mũi, tốt nửa ngày mới mở miệng nói cái này. Ta cũng còn chưa nghĩ ra, bịch, có cái đại tộc trưởng lão thân con run lên, ngồi trên đất, những người còn lại thì đôi mắt phun lửa, giang giật chập trần nửa ngày, thành công thượng vị, nhưng không có biện pháp gì đây là đùa nghịch bọn hắn đùa sao. Đại gia đừng nóng vội, đừng nóng vội, giang giật coi thường rất nhiều phun lửa đôi mắt, Người tùm tìm nói ra, trong lòng ta ngược lại là có chút ý nghĩ, bất quá còn không rõ xác thực, đại gia đi về nghỉ ngơi trước đi, chế chút ta nghĩ thông suốt sự tình sẽ lập tức cáo tri đại gia. Nói như vậy trong mọi người tâm thật thụ một chút, bảo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương liếc nhau một cái, cái trước vung tay lên nói, Hương Nhi công chúa, trước mang mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Ly Hương Nhi mang theo mọi người xuống dưới, bảo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương lại không đi, hơn nữa còn lặng yên truyền âm cho hạn bạt vương, để hắn lưu lại các loại chợt tất cả mọi người đi bạo long vương mở ra đại điện cấm chế lúc này mới mỉm cười nói ra cửu đại nhân có thể nói đi gương càng già càng cay a à, giang giật cảm khái một tiếng vỗ vỗ bạo long vương bả vai nói lão long a à, các người bạo long tộc có người tại trung hưng ở trong tầm tay a à. quả nhiên thiên bằng vương cười khổ một tiếng giang giật trong lòng sớm có phương án suy tính chỉ là vừa tài tử nhiều hắn không xác định phải trăng tuyệt đối trung thành sở dĩ không ở trước mặt mọi người nói ra thôi Hạn bạt vương tính tình tương đối gấp, hắn chắp tay nói cửu đại nhân, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, chỉ cần có thể cứu chúng ta lần này, về sau ta hạn bạt tộc dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi chỉ đâu đánh đó, tuyệt không hai lời. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương khẩn trương nhìn qua giang giật, bọn hắn thực sự nghĩ không ở biện pháp phá cục, nhiều nhất chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Chiến đến cuối cùng đồng dạng chỉ có diệt tộc một đường, trừ phi thời gian ngắn ra một cái cùng lão Bạo Long Vương đồng dạng chiến lực nghịch thiên cường giả, có thể sao loại này cấp bậc cường giả, đừng nói thời gian ngắn, coi như mấy trăm năm cũng khó khăn ra một cái A. À. Giang giật lấy ra trường kiếm chỉ chỉ tam tộc lãnh địa, lạnh giọng nói ra, muốn phá cục rất đơn giản, cái kia chính là. Tráng sĩ chặt tay, ách, ba người nhướng mày, hạn bạt vương dứt khoát không nghĩ ra, bạo long vương cùng thiên bằng vương như có điều suy nghĩ. Giang giật nhìn qua trừng trừng nhìn mình chầm chầm hạn bạt vương, giải thích nói, nói điểm trực bạch, đem các người địa bàn toàn bộ từ bỏ, sở hữu chủng tộc rút lui, Đi phía đông cái góc này rút lui, đông vực chúng ta từ bỏ. Cái gì? Hạn Bạt Vương hổ khu chấn động, Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, mặc dù hai người có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Giang giật lời nói gây kinh hãi. Các tộc chiếm cứ sơn lĩnh rất nhiều, coi như Bạo Long tộc bị đánh tàn phế, cuối cùng vẫn không hề từ bỏ ba cái sơn lĩnh, tử thủ không chịu nhượng bộ. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn chủng tộc phi thường lớn, cần địa bàn, cần tài nguyên. Không có địa bàn nhiều như vậy, con dân như thế nào an trí như thế nào, sinh tồn phát triển không có tài nguyên, bọn hắn như thế nào bồi dưỡng hậu đại, như thế nào bồi dưỡng từng cái cường giả phải biết rất nhiều sơn trong cổ thế nhưng là có một ít thần kỳ bí cảnh, một chút phụ trợ tu luyện linh dược linh thảo linh thạch. So như rồng cốc, bên trong liền là một cái tự nhiên phúc địa, bên trong thiên địa linh khí là phía ngoài vạn lần. Bạo Long tộc dựa vào cái này Long cốc, có thể không ngừng bồi dưỡng cường giả, tiếp tục bảo trì Bạo Long tộc bá chủ địa vị. Nếu như không có địa bàn không có tài nguyên, không cần ngoại tộc công kích, chỉ cần mấy chục trên trăm năm bọn hắn những này đại tộc đều sẽ biến thành tiểu tộc, đều sẽ chính mình tiêu vong. Giang giật chỉ vào địa bàn, là đông vực một khối hoang vu chi địa, bên kia không có cái gì, chỉ có trụi lùi thạch đầu. Ở nơi nào không nói cái gì, bọn hắn trong tộc đàn cấp thấp yêu thú muốn sống sống chết đói, cuối cùng có thể sẽ tương hỗ tàn sát thu hoạch đồ ăn. Cái này, cái này, cái này. Hạn bạt vương nói liên tục ba cái cái này chứ, có chút không thể tiếp nhận, Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương ánh mắt lấp lóe, cũng có chút không tiếp thụ được. Long Cốc không chỉ có là Bạo Long tộc hy vọng, bên trong còn chôn giấu lấy Bạo Long tộc lịch đại tổ tiên, từ bỏ Long Cốc, để ngoại tộc đi vào đảo bọn hắn mộ tổ. Ha ha, Giang giật tiếng cười đánh thức ba người, hắn con người tại ba người trên mặt đảo qua, cười lạnh nói ra, không đi, các ngươi đồng dạng là chết, cuối cùng những địa bàn này đều là người khác. Đi, các ngươi đến lúc đó có thể giết trở lại đến, toàn bộ đông vực đều là các ngươi chịu nhục, có được giãn được phàm là thật anh hùng. Trước kia lão bạo long vương tại, không ai dám động, lão nhân ra ông ta đi về cõi tiên sau tam tộc lập tức liên thủ công kích. Điều này nói rõ cái gì nói rõ ba cái đại đế đã chứa không nổi ngươi bọn họ, các nàng không có kiên nhẫn chờ các ngươi quy thuật, quyết định đem các ngươi xóa đi, để thanh linh đại đế bốn chữ tại đông vực biến mất. Lần này một trận chiến, tam phương thế lực đều sẽ tỉnh táo lại, coi như bọn hắn không thanh tỉnh, ba vị đại đế cũng sẽ truyền lời tới liên hợp đối phó các ngươi. Lấy một địch ba, các ngươi không phải là đối thủ, sở dĩ duy nhất phá cục chi pháp, liền là ra vẻ đáng thương, đem địa bàn nhường lại, để tam phương thế lực đi tranh, đi đoạt. Lợi ích cao hơn hết thảy, các ngươi nhiều như vậy địa bàn đột nhiên giao ra, ai cũng hội đỏ mắt. Tam phương thế lực vốn là lục đục với nhau, lẫn nhau kiềm chế. Mỗi cái thế lực lại là bởi rất nhiều chủng tộc cấu thành, đến lúc đó thế tất gây nên tam phương đại chiến cùng nội chiến, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, không uổng phí một binh một tốt, đông vực liền có thể đại loạn, các tộc thực lực hội nghiêm trọng suy yếu, mà lại loại chuyện này coi như ba vị đại đế đều không thể ngăn cản. Ném ra một khối xương, để bọn hắn khứ cẩu rào cẩu, vẫn là lưu lại cái cục xương này, bị ba đầu chó điên cắn chết. Lựa chọn như thế nào chính các ngươi quyết đoán, giống như chút chuyện này đều không nghĩ ra, về sau các ngươi rốt cuộc đừng đến tìm ta. Giang giật ném ra ngoài vài đoạn lời nói, quay người rời đi đi ra đại điện, đem quyền quyết định lưu cho ba vị tộc trưởng hắn có thể làm cứ như vậy nhiều, giống như ba người vẫn là chết đầu óc, hắn tự triệt để buông tay mặc kệ. chương 1753, Đại Di Rời Hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại, thành phố bộ hạ cố các tộc đều không phải là núi liền, lẫn nhau ở giữa rất khó chiếu ứng. Cũng tỉ như lần này bệ ngạn tộc cùng câu trần tộc công kích hạn bà tộc, còn lại chủng tộc muốn điều binh tới trợ giúp cần thời gian. Giống như không phải gian giật đề điểm, coi như bọn họ chạy tới cứu viện, hạn bà tộc cũng bị diệt. Lại nói, các tộc điều binh tới cứu viện, giống như còn lại hai phe thế lực bắt đầu công kích bạo long tộc, hoặc là thiên bằng tộc nữa nha các người cứu bên này, bọn hắn đánh bên kia, giống như tam phương thế lực liên hợp lại, muốn diệt thanh linh bộ hạ cũng quá đơn giản. Tam phương hội liên hợp sao? Chính như Giang Giật nói, coi như các tộc không muốn liên hợp, ba vị đại đế cũng sẽ hạ lệnh để các tộc liên hợp. Ba vị đại đế không quan tâm đông vực điểm ấy địa bàn, đối với đại đế tới nói địa bàn lớn một chút điểm nhỏ cũng không đáng kể, các nàng địa vị là cao cao tại thượng, không thể dung chuyển. Thanh Linh muốn dẫn lấy yêu tộc ra ngoài giúp nhân tộc, cùng một chỗ chống cự minh tộc. Mặt khác ba vị đại đế lại cực lực phản đối, cho rằng đi ra ngoài là chịu chết, mà lại dễ dàng làm tức giận minh tộc, để yêu tộc triệt để diệt tuyệt. Bọn hắn cho rằng thiên yêu giới như thế ẩn nấp, căn bản không có ngoại tộc biết rõ, sở dĩ chuẩn bị tử thủ nơi này. Ba vị đại đế sợ Thanh Linh những này bộ hạ cũ vụng trộm ra ngoài, hoặc là tại thiên yêu giới đại náo, lặng lẽ ảnh hưởng còn lại chủng tộc sở dĩ một mực tại chèn ép những này trùng tộc, một mực tại tiêu trừ thanh linh tại thiên yêu giới lực ảnh hưởng, đã nhiều năm như vậy, những này trùng tộc vẫn như cũ còn tại hiệu chung lấy thanh linh, các nàng tự nhiên muốn cưỡng ép xóa đi. Ba cái tộc trưởng cuối cùng vẫn nghĩ thông suốt, địa bàn không còn, về sau có thể cướp về, mộ tổ bị người bới, có thể hướng liệt tổ liệt ông xin lỗi. Giống như trùng tộc diệt, tự cái gì cũng bị mất, bọn hắn càng không mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Bực này đại sự, ba vị tộc trưởng không dám triệu tập sở hữu tộc đàn thương nghị, ai biết bên trong có hay không gian tế vạn nhất bị tam phương thế lực được biết, bọn hắn các tộc không chỉ có rút lui không được, cuối cùng sẽ còn bị đánh đến trở tay không kịp. Ba cái đại lão tìm tới Giang Giật, tâm duyệt thành phục phục tùng cho hắn, nghe theo hắn điều khiển. Giang Giật cùng tam đại tộc trưởng thương nghị thật lâu, xác định các loại lộ tuyến cùng phương châm, lặp đi lặp lại thương nghị thôi diễn, dòng giã thương nghị 10 cái canh giờ, cuối cùng xác định kế hoạch. Lần này đại di rời kế hoạch vô cùng phiền phức, dù sao không phải các tộc đại quân rút lui, mỗi cái chủng tộc thế nhưng là có mấy ngàn vạn con dân, cộng lại hàng trăm triệu tính. Giống như đại quy mô di chuyển bố trí không tốt, bị tam phương thế lực phát hiện chết cắn, cuối cùng kết cục sẽ rất thảm. Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương triệu tập sở hữu tộc trường, cũng không có cho bọn hắn lộ ra kế hoạch, chỉ là dùng ba người uy vọng cưỡng ép chân áp các tộc, để bọn hắn nghe theo kế hoạch làm việc là đủ các tộc một mực dùng tam tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngược lại là không có quá nhiều dị nghị. Nhao nhao đều lẻn về các tộc, bất quá lần này cùng một chỗ trở về người thêm một cái, giang giật. Giang giật cùng bạo long vương cùng đi, hắn dùng linh nguyễn thuật biến ảo bộ dáng, ngoại trừ bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương ly hương nhi bên ngoài, không ai biết rõ giang giật đi bạo long tộc. Đại sự như thế, giang giật không yên lòng viễn trình điều khiển, hắn cần nắm giữ trực tiếp tin tức, cần theo các tộc trong sự phản ứng suy tính bước phát triển mới phương lược. Hắn không phải cơ thính vũ, cũng không phải hình mộng huyền, không có biến thái như vậy trí tuệ, hắn chỉ có thể đem hết khả năng giúp thanh linh bộ hạ cũ vượt qua nguy cơ lần này. Tại sở hữu tộc trưởng trở về các tộc về sau, Giang Giật bắt đầu áp dụng bước đầu tiên kế hoạch, kế hoạch này không phải di chuyển, mà là khai chiến. Không sai liền là khai chiến, chiến tranh vĩnh viễn là tốt nhất hấp dẫn ánh mắt biện pháp, chỉ cần chiến đấu một mực tại đánh, Địch nhân ánh mắt liền sẽ một mực chú ý bên này quân đội, mà sẽ không để ý những cái kia cấp thấp con dân. Coi như phát hiện con dân có dị động, bọn hắn cũng sẽ không để ý, chỉ cần đem quân đội cùng cường giả tiêu diệt, những cái kia cấp thấp con dân lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Giang giật quyết định đánh một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến, chiến đấu này không chỉ có muốn đánh xinh đẹp, còn muốn đánh đối phương không còn cách nào khác, muốn bảo tồn phe mình chiến lực. Hắn bắt đầu cấp nập điều động quân đội, sở hữu tộc đàn cường giả đều điều động đều hướng bạo long tộc bên này hội tụ. Sau đó đại quân hướng thiên bằng tộc bên kia tiến vào, làm thiên bằng tộc phụ cận sơn lĩnh khẩn trương không thôi, lập tức đại quân lượn quanh một vòng hướng câu trần tộc bên kia tiến quân. Đại quân tập kết thanh linh bộ hạ cũ bên này chủ yếu cường giả, nhân số cũng không nhiều chỉ có trăm vạn, nhưng bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương đều trong quân đội, mà lại cái này trăm vạn đại quân cấp thấp nhất đều là thần đế cấp, cái này đại quân tùy ý có thể hủy diệt đông vực bất luận chủng tộc nào. Đông vực các tộc khẩn trương không thôi, nhất là thiên phượng tập đoàn bên này, câu trần vương vội vàng triệu tập các tộc quân đội tại câu trần trong tộc chờ lệnh, đồng thời bệ ngạn tộc bên kia cũng bắt đầu triệu tập quân đội, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt khác hai cái đại đế thủ hạ, đồng dạng không dám khinh thường, vạn nhất bạo long vương bọn hắn hư ảo một thương công kích bên này đâu thanh linh bộ hạ của tất cả cường giả tập kết, đây là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, ai như khinh thường sẽ thịt nát xương tan. May mà đại bộ đội một mực hướng câu trần tộc tiến lên, cũng không có công kích đi ngang qua tiểu tộc, đại quân tiến lên tốc độ không nhanh không chậm, mục tiêu một mực hết sức rõ ràng. Câu Trần Vương luống cuống, tới bên này ba cái ngụy đế cấp, hắn một người làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn trong tộc còn có một cái ngụy đế cấp, nhưng vừa mới đột phá, bạo long vương bọn hắn nhẹ nhõm có thể chém giết. Hắn chỉ có hướng bệ ngạn vương bọn người cầu cứu, bệ ngạn vương ngồi không yên, câu Trần Vương bị diệt, kế tiếp tự đến phiên hắn. Hắn chỉ có thể mang binh bằng nhanh nhất tốc độ đi gấp rút tiếp viện, đồng thời bệ ngạn vương phái ra sứ giả đi hiệu trung thần nghi đại đế hỏa hồ đại đế hai bên đại tộc, để bọn hắn xuất binh dò xét bạo long tộc hậu phương. Những cái kia đại tộc cũng không có ngu như vậy, bọn hắn vui với nhìn thấy hai bên đại chiến, lưỡng bại câu thương. Ba vị đại đế mệnh lệnh còn không có truyền đến, mặc dù bọn hắn cũng nghĩ liên hợp, nhưng trong lúc nhất thời đều không có thời gian đàm phán, không biết làm sao liên hợp, không có cách nào xác định như thế nào xuất binh, địa bàn lợi ích cũng không nói tốt làm sao chia, ai sẽ ngu như vậy mà lại bọn hắn cũng hoài nghi thanh linh bộ hạ cũ lần này cũng là phô trương thanh thế cũng sẽ không thật khai chiến dù sao thật đại chiến đối với thanh linh bộ hạ cũ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đoán chừng chỉ là hù dọa thoáng cái câu trần vương trò hề này trước đó chơi qua rất nhiều lần a à. nhưng mà làm cho tất cả mọi người đại tộc mắt trợn tròn chính là tại ba ngày sau đại quân đã tới câu trần tộc khống chế sơn lĩnh bên ngoài chỉ là nghỉ dưỡng sức hạ giới một ngày thời gian đại quân bắt đầu công kích là thật công kích Câu trần tộc tại biên giới hỏa lực tập trung 300 vạn, bất quá câu trần vương không có tới, bởi vì bệ ngạn vương còn chưa tới. Cái này 300 vạn cũng không hoàn toàn là câu trần quân, rất nhiều đại tộc liên quân đều ở đây. Ba canh giờ, vẹn vẹn ba canh giờ, 300 vạn đại quân tự bị đánh tan. Bạo Long Vương hạn bạt Vương Thiên bằng Vương tự thân lên trận, chém giết bên kia mấy trăm tướng quân, liên quân thoáng cái loạn, bị chém giết mấy chục vạn về sau, sợ hãi triệt thoái phía sau. Giang giật một mực tại trong quân, hắn cũng không có xuất thủ, ở chỗ này lấy được đại thắng về sau, hắn không có hạ lệnh để đại quân truy sát. Giống như truy sát, ít nhất còn có thể diệt đối phương hơn 100 vạn đại quân. Rất nhiều tướng quân không nghĩ ra, giang giật vì sao không thừa thắng xông lên, một chút tướng quân còn lặng yên nghe ngóng hỏi thăm nhà mình tộc trường. Kết quả một đạo quân lệnh hạ đạt, để toàn quân trợn tròn mắt, giang giật hạ lệnh toàn quân xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, sau đó chuyển hướng đi bệ ngạn tộc chương 1754, Dương Mưu, bình thường tướng sĩ không nghĩ ra giang giật sách lược, bạo long vương ba người ngược lại là phi thường tinh tường, mà lại đối với giang giật bội phục đầu dạp xuống đất. Lần này bọn hắn muốn làm gì? Phải lớn di chuyển A, à, đây là cuối cùng chiến lược mục đích. Mục đích này là trọng yếu nhất, còn lại sở hữu hành động cũng là vì phụ trợ cái này chiến lược mục đích. Diệt câu trần tộc có ý nghĩa gì đánh giết trăm vạn ngàn vạn đại quân lại có ý nghĩa gì coi như giết câu trần vương đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần này hành động quân sự, chỉ là vị hiểm hộ đại di rời, Long Ngạo bọn hắn đã tại bí mật an bài bạo Long tộc con dân rời đi, các tộc đồng dạng bắt đầu bí mật hành động. Giang giật dụng ý hết sức rõ ràng, dùng nhánh đại quân này hấp dẫn sở hữu đại tộc lực chú ý, đồng thời uy hiếp quần hùng, bởi vì đội quân này có diệt đi bất luận cái gì nhất tộc chiến lực. Hắn đánh tan câu trần tộc 300 vạn đại quân, chém giết mấy chục vạn quân đội, mục đích cũng là nói cho đông vực sở hữu đại tộc, lần này không phải nói đùa, bọn hắn là đến thật chỉ giết mấy chục vạn đại quân cũng không nghĩ triệt để chọc giận câu trần vương cùng lần trước hắn để hạn bạt vương không muốn đổ bệ ngạn thành một cái đạo lý đem đối phương đánh đau nhưng không có đả thương dạng này câu trần vương không đến mức liều mạng không bị chết dập đầu đến cùng hắn để đại quân chuyển hướng đi bệ ngạn tộc mục đích rõ ràng hơn cái kia chính là nắm bên này cái mũi đi đem sở hữu đại tộc ánh mắt hấp dẫn tới yểm hộ đại di rời đại chiến tin tức truyền ra tứ phương chấn động đây là tới thật a mà lại đại quân động tính để sở hữu đại tộc mơ hồ. Đã đều khai chiến, vì sao không chiến đến cùng tại sao lại hướng bệ ngạn tộc phương hướng hành quân cái này trong hồ lô bán là thuốc gì a à? Câu Trần Vương giận dữ, bệ ngạn vương đại kinh, câu Trần Vương rất nhanh liền làm ra phản ứng, hắn cùng bệ ngạn vương dẫn đầu mấy trăm vạn đại quân đi tắt thẳng đến bệ ngạn tộc. Đồng thời để một cái khác đại tộc tộc trưởng dẫn đầu trăm vạn đại quân, tập kích bất ngờ bạo long lĩnh. Đã bạo long tộc đều mặc kệ hậu phương, mặc kệ bản tộc, Câu Trần Vương liền chuẩn bị để bạo long tộc diệt tộc, đem long cốc cho đánh xuống. Nào biết, hai ngày về sau, kia trăm vạn đại quân còn không có đến bạo long lĩnh lại gặp phải mai phục. Mai phục quân đội không nhiều con có 50 vạn, nhưng cái này trong quân đội có ba cái cường giả, bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương. Trăm vạn đại quân cường giả bị ba cái ngụy đế cấp toàn bộ chém giết, đại quân bị giết đến lạc hoa lưu thủy, chật vật trốn về. Lần này bạo long vương bọn người không có khách khí, một đường truy sát, đem trăm vạn trong đại quân 80 vạn triệt để lưu lại. Các loại chợt tin tức truyền đến câu Trần Vương cùng bệ ngạn Vương nơi đó, hai người tức giận đến kém chút thổ huyết, hai người một mực chú ý cái kia hướng bệ ngạn tộc hành quân trăm vạn đại quân, lại không chú ý tới bạo Long Vương ba người đã lặng yên rời đi đại quân. Vây thành đánh viện binh, Giang giật mục đích lần này hết sức rõ ràng, hắn đoán chắc câu Trần Vương lại phái đại quân đi đánh lén bạo Long lĩnh. Sở dĩ hắn mang theo trăm vạn đại quân rêu rao khắp nơi, tiếp tục đi bệ ngạn tộc, lại làm cho bạo Long Vương ba người rời đi, đi đem đánh lén trăm vạn đại quân tiêu diệt. Mà tại câu Trần Vương cùng bệ ngạn tộc nổi giận mang theo mấy trăm vạn đại quân, chuẩn bị công kích Giang giật cái này trăm vạn đại quân lúc, Giang giật sớm hạ lệnh để đại quân quay đầu, lại hướng câu Trần tộc phóng đi, bạo Long Vương bên kia còn mang binh tới hội hợp. Điên rồi, điên rồi, câu Trần Vương cùng bệ ngạn Vương đô cảm giác muốn điên rồi, muốn bị Giang giật đùa điên rồi. Nắm mũi dẫn đi tư vị không tốt nhất bị, phía bên mình phản ứng hết thảy đều tại đối phương tính toán bên trong, đánh như thế nào đều là thua, loại cảm giác này để hai cái đại lão kém chút phát điên bạo tẩu. Cuối cùng câu Trần Vương này sinh ác độc, mang theo mấy trăm vạn đại quân thẳng đến Long Cốc. Đồng thời đưa tin trở về để câu Trần tộc toàn tộc rút lui, hắn học để mà dùng, Giang Giật từng dùng qua mưu kế hắn dùng. Hắn muốn ép Giang Giật kia trăm vạn đại quân hồi viên, hắn muốn ép thanh linh bộ hạ cũ quyết chiến. Hắn không quản được nhiều như vậy, trước hung hăng đánh một trận lại nói, cùng hắn bị giang giật tươi sống cho đùa chơi chết, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Nhưng mà, vài ngày sau, câu trần vương cùng bệ ngạn vương phát hiện bọn hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Bọn hắn thẳng đến Long Cốc mà đi, kia trăm vạn đại quân cùng bạo Long Vương bọn hắn nhưng căn bản chưa có trở về viện binh ý tứ, tiếp tục hành quân bắt đầu huyết tẩy câu trần tộc, truy kích câu trần tộc rút lui đại bộ đội. Tại bọn hắn tốn hao mấy ngày thời gian, vạn lý xa xôi đuổi tới Long Cốc lúc, bọn hắn lần nữa phát hiện một cái kinh hãi sự thật trong long cốc trống rỗng đừng nói bạo long tộc cường giả coi như bạo long tộc cấp thấp tộc yêu đều không nhìn thấy một cái bạo long tộc theo bốc hơi khỏi nhân gian mộng mấy trăm vạn đại quân đứng tại long cốc bên ngoài vào thối duy cốc trước đó tất cả trinh sát đều nhìn chằm chằm kia trăm vạn đại quân căn bản không có người để ý long cốc tình huống bên này mà lại rất rõ ràng bên này mai phục trinh sát toàn bộ bị dọn dẹp nếu không không đến mức một chút tin tức đều không có tiết ra ngoài Bạo Long tộc đi hướng, câu Trần Vương bệ ngạn vương lại không biết chút nào. Bạo Long vương bên kia xuất lĩnh trăm vạn đại quân có thể còn tại truy sát câu Trần tộc, không quay lại đi câu Trần tộc liền bị diệt. Đương nhiên bọn hắn có thể lựa chọn không quay về, bằng nhanh nhất nhanh chóng độ dò xét Bạo Long tộc hướng đi, lại đi truy sát, lưỡng bại câu thương. Bệ ngạn vương triệt để không biết làm sao, ánh mắt nhìn về phía câu Trần vương, chờ đợi hắn quyết đoán. Câu Trần Vương nhắm mắt trầm mặc dòng dã nửa canh giờ, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong tinh mang tăng vọt mặt mũi tràn đầy thổn thức cảm khái cao a à, thật sự là cao minh tu sản đạo ám độ trần thương man thiên quá hải a à. hắn rốt cục nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện minh bạch giang giật chiến lược ý đồ thậm chí còn đoán được giang giật chuẩn bị đem thanh linh bộ hạ cũ đều chuyển di đi na nhưng coi như hắn nghĩ thông suốt cũng căn bản không có cách nào phá hư giống như hắn không có đoán sai giờ phút này kia trăm vạn đại quân cũng không có truy sát câu trần tộc mà là nhắm hướng đông bên cạnh thiên bằng tộc rút lui Bạo Long tộc con dân, Hạn Bà tộc con dân, sở hữu thanh linh bộ hạ cũ con dân đều đi Thiên Bằng tộc, giờ phút này sở hữu tộc đàn chính nhắm hướng đông bên cạnh rút lui. Thiên Bằng tộc phía đông là một mảnh hoang vu chi địa, nơi đó địa hình phức tạp, còn có rất nhiều hiểm địa, bao quát ác ma vực sâu. Kia mảnh đất hình rất kỳ lạ, dễ thủ khó công, coi như bọn hắn đuổi bắt cũng vô ích. Đương nhiên, giờ phút này coi như cho Câu Trần Vương một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đuổi bắt. Cái này phía sau màn người vạch ra quá lợi hại hắn là thật sợ, hắn sợ hãi chính mình mang binh đuổi theo hoang vu chi địa, cuối cùng sẽ bị giang giật cho tươi sống đùa chơi chết. Tại hắn đem chính mình suy đoán nói cho bệ ngạn vương hậu, bệ ngạn vương cũng chấn kinh. Không bằng hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, lập tức đưa tin để cho người ta đi dò xét thiên bằng tộc, đi dò xét câu trần tộc tình huống bên kia. Hạ giới một ngày thời gian sau, tình báo tra xét xong, cùng câu trần vương suy đoán giống nhau như đúc, sở hữu chủng tộc giờ phút này đều tụ tập tại thiên bằng tộc, kia trăm vạn đại quân cùng bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương sắp đến thiên bằng tộc trên trăm cái chủng tộc giờ phút này chính nhắm hướng đông bên cạnh hoang vu chi địa rút lui chạy trốn bệ ngạn vương xác định tin tức không chỉ có không giận ngược lại đại hỉ hắn nhìn qua câu trần vương nói ra câu trần vương cái này long cốc người có dám hay không muốn nếu không hai chúng ta tộc toàn bộ di chuyển tới đem cái này long cốc cho chiếm đoạt cái này long cốc thế nhưng là đông vực tốt nhất phúc địa a ngu xuẩn câu trần vương thầm mắng một tiếng quay người rời đi lạnh lùng để lại một câu nói cái này long quốc ta cũng không dám muốn ngươi nếu muốn ngươi tự chiếm đi bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nghĩ chiếm cứ nơi này liền muốn làm tốt bị diệt tộc chuẩn bị câu trần vương nghĩ đến thật lâu căn cứ giang giật tác phong làm việc hắn còn suy đoán ra một cái càng thêm đáng sợ âm mưu thanh linh bộ hạ cũ đại di rời cũng không phải là sợ cũng không hoàn toàn là nghĩ tự vệ bọn hắn đây là lấy lui làm tiến ném ra một tảng mỡ dày để các tộc tranh đoạt Bọn hắn liền có thể chân chính tọa sơn quan hổ đấu, chờ bên này thực lực đại tổn về sau, bọn hắn lại nhẹ nhõm giết trở lại đến. Chỉ là, coi như Câu Trần Vương biết rõ là mà tính, hắn cũng thúc thủ vô sách, đây là đường đường chính chính Dương Mưu, không cách nào phá giải Dương Mưu. Theo bệ ngạn Vương trong mắt cực nóng, hắn biết rõ cục thịt béo này là chí mạng. Tham Lam không chỉ là nhân tộc thiên tính, cũng là yêu tộc thiên tính. Chương 1755 đã được quyết định từ lâu. Tốn thời gian bán nguyệt một trận oanh oanh liệt liệt đại di rời hành động cuối cùng thành công hạ màn kết thúc, lần này di chuyển phi thường thuận lợi, đồng thời còn thành công diệt câu trần tộc bệ ngạn tộc bên này hơn 100 vạn đại quân, bên này tổn thất lại cơ hồ có thể không cần tính. Lần này có thể tính là phi thường hoàn mỹ một cái hành động, mà lại đường đường chính chính đi, để tam phương thế lực cũng không dám truy kích. Trên thực tế, một chút đại tộc tại các tộc di chuyển lúc đã phát hiện, bên này cử động cùng dụng ý, giang giật cũng biết bọn hắn sẽ biết, bất quá giang giật đoán chắc không có một cái nào đại tộc sẽ động. Hành động lần này quá nhanh, nhanh đến mức để rất nhiều chủng tộc đều phản ứng không kịp, ba vị đại đế bên kia không có bất kỳ cái gì ý chỉ truyền đạt. Không có người ở giữa điều hành, ai cũng không dám loạn công kích, vạn nhất triệt để chọc giận bạo long vương bọn hắn, kia trăm vạn đại quân thay đổi phương hướng, tuyệt đối phải bị diệt tộc. Một cái khác vô cùng trọng yếu nguyên nhân, bởi vì lợi ích. Nhiều như vậy địa bàn để chống, nhiều như vậy tài nguyên có thể cướp đoạt, nhiều như vậy phúc địa có thể chiếm cứ thanh linh bộ hạ cũng miễn phí đem địa bàn đưa cho bọn họ ai còn đần độn đi liều chết a cũng bắt đầu âm thầm tính toán chuẩn bị đoạt địa bàn bạo long tộc đã có thể bỏ qua long cốc kia đại biểu bọn hắn thời gian ngắn khẳng định cũng không sẽ trở lại chỉ cần thành công đem bọn hắn địa bàn chiếm lấy về sau bọn hắn nghĩ trở về đoạt vậy liền phi thường khó khăn huống chi coi như bạo long vương bọn hắn trốn thật có thể trốn đi được tam phương thế lực liên hợp lại bọn hắn coi như chạy ra đông vực còn không phải một chữ chết. Sở dĩ một chút đại tộc dò xét đến tin tức, đồng dạng không có bất kỳ cái gì hành động, Trơ mắt nhìn xem bạo long tộc hạn bà tộc các tộc quần di chuyển đi thiên bằng tộc, cuối cùng trốn vào phía đông hoang vu chi địa. Vài ức con dân thành tốt thành tốt di chuyển, vòng qua ác ma vực sâu, xuyên qua mấy cái hiểm địa, cuối cùng đã tới hoang vu chi địa chỗ sâu nhất. Long ngạo mang theo đại quân ở phía trước mở đường, di chuyển đại bộ phận một đường đều có đại quân thủ hộ. Giang giật bạo Long Vương hạn bạt Vương Thiên bằng Vương mang theo trăm vạn đại quân ở phía sau áp trận, phòng ngừa truy binh truy sát. Đi thôi, tại sở hữu tộc đàn rút lui, Giang giật nhìn qua trầm mặc đứng thẳng, trong mắt mang theo nhàn nhạt đau thương ba vị ngụy đế cấp tộc trưởng, còn có một số phong vương cấp cường giả khe khẽ thở dài nói, tin tưởng ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ dẫn dẫn các ngươi trở về, cướp đoạt ở vào vinh quang của các ngươi cùng lãnh thổ. Đi, bạo Long Vương trầm hống một tiếng, đại quân xuất phát rời đi thiên bằng lãnh địa, hướng hoang vu chi địa phóng đi, không ngừng có trinh sát chạy như bay đến, bẩm báo bốn phía tình huống, hết thảy cũng rất thuận lợi, cũng không có bất kỳ cái gì đại quân truy sát. Như thép thiết hồng lưu đại quân tràn vào từng tòa bên trong dãy núi, cuối cùng biến mất sâu trong núi lớn. Thanh linh bộ hạ cũng đi, hơn một ngàn cái sơn không phận ra, mấy trăm cái phúc địa, rất nhiều bí cảnh, khoáng mạch, dược sơn đều biến thành nơi vô chủ, đông vực trong nháy mắt náo nhiệt lên. Có mấy cái đại tộc lập tức xuất binh chiếm đoạt địa bàn cùng tài nguyên, còn lại lớn nhỏ tộc đàn rất nhanh kịp phản ứng, nhao nhao điều binh bắt đầu oanh đoạt tranh đoạt. Bệ ngạn tộc không có lui, mặc dù câu Trần Vương đã cảnh cáo hắn, nhưng bệ ngạn Vương có ý nghĩ của hắn. Long cốc đây là đông vực tốt nhất phúc địa, nơi này thiên địa linh khí là phía ngoài vạn lần. Chỉ cần đem cái này địa bàn chiếm cứ, không ra 30 năm 50 năm, bệ ngạn tộc tuyệt đối có thể biến thành đông vực đệ nhất cường tộc. Bệ ngạn tộc tại đông vực xếp hạng thứ ba, mặc dù đại chiến mấy trận, lần trước còn bị giang giật chém giết mấy cái phong vương cấp cùng trăm vạn đại quân nhưng cũng không có đả thương bệ ngạn tộc nguyên khí câu trần tộc chắp tay nhường cho hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai bạo long tộc đi cái này long cốc câu trần tộc không muốn hắn không muốn chẳng lẽ tặng cho sắp xếp để tứ quỷ sa tộc vẫn là xếp hạng thứ năm cửu lê tộc bệ ngạn vương nghĩ đến thanh linh bộ hạ cũ đi bọn hắn cùng câu trần tộc là nhất chủng tộc mạnh mẽ hắn tử thủ long cốc thật đúng là lại có đại tộc dám đến công kích coi như công kích ai sợ ai à bọn hắn cùng câu trần vương liên thủ ai dám làm loạn hắn mang tới bệ ngạn tộc toàn bộ tiến vào long cốc đồng thời truyền lời ra ngoài cái này long cốc sau này sẽ là bệ ngạn tộc ai dám công kích bệ ngạn tộc đem cùng cái kia chủng tộc không chết không thôi đương nhiên hắn không dám lập tức đem bệ ngạn tộc cho di chuyển tới trước quan sát thoáng cái thế cục kết quả mười mấy ngày đi qua hoàn toàn yên tĩnh căn bản không có chủng tộc dám đến công kích bệ ngạn tộc Thanh linh bộ hạ cũ chống ra địa bàn lần lượt bị lớn nhỏ chủng tộc chiếm cứ, cũng chưa từng xuất hiện tranh đoạt đại chiến hiện tượng, toàn bộ Đông vực một mảnh yên tĩnh. Lần nữa qua 10 ngày, Đông vực vẫn là rất bình tĩnh, Bệ Ngạn Vương yên tâm quyết định đem bản tộc cho di chuyển tới. Hắn phái ra đại quân trở về hộ vệ để tộc nhân di chuyển. Ngay tại Bệ Ngạn tộc bắt đầu di chuyển về sau, rốt cục xảy ra chuyện. Cũng không phải là có quân đội công kích Bệ Ngạn tộc, mà là Bệ Ngạn tộc di chuyển về sau, bên kia mười mấy cái sơn lĩnh tự nhiên là chống đi, có mấy cái tiểu tộc khai đoạt địa bàn, cuối cùng bạo phát đại chiến. Trận đại chiến này biến thành dây dẫn nổ, toàn bộ đông vực vô số địa phương bắt đầu xuất hiện ma sát, tiếp lấy diễn hóa thành chiến tranh. Bắt đầu là tiểu tộc cùng tiểu tộc ở giữa chiến tranh, tiếp lấy đại tộc bắt đầu tham gia vào, chậm rãi càng ngày càng nhiều lớn nhỏ tộc đàn tham gia vào, cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều chiến đấu không hiểu thấu, đột nhiên tự đánh nhau, mấy cái lớn nhất tộc đàn nghĩ ổn định thế cục, kết quả người đã chết nhiều lắm ân oán không cách nào hóa giải cái này chiến sự đã không có cách nào khống chế bệ ngạn vương có chút luống cuống mặc dù còn không có chủng tộc tiến đánh long cốc nhưng hắn ngửi thấy một tia chẳng lành hương vị hắn vội vàng phái người đi cầu hỏi câu trần vương hỏi thăm hắn làm sao bây giờ câu trần vương rất nhanh đưa tin tới bất quá ngữ khí không có sai biệt hoặc là rời khỏi long cốc trở lại bọn hắn trước kia bệ ngạn tộc lãnh địa hoặc là chuẩn bị chiến đấu đi câu trần tộc lần này không tham chiến bệ ngạn tộc trợn tròn mắt hắn đều cả tộc di chuyển đến đây bệ ngạn tộc trước kia bên kia mười mấy cái sơn lĩnh đã bỏ đi ngạch đều bị các tộc chiếm cứ bọn hắn còn thế nào trở về nha mà lại long cốc tốt như vậy phúc địa bệ ngạn tộc ở bên trong lại đến độ không nỡ đi coi như hắn giờ phút này hạ lệnh rút lui đoán chừng trong tộc rất nhiều trưởng lão cũng sẽ không đồng ý đi chỉ có thể chết khiêng bệ ngạn vương cắn cắn răng trong lòng của hắn có một loại phi thường cảm giác không ổn loại cảm giác này càng nhiều hơn chính là đến từ câu trần vương bởi vì câu trần vương hành vi quá quỷ dị thanh linh bộ hà cốt sau khi rời đi trốn đi nhiều như vậy địa bàn hắn một khối địa bàn đều không có đoạt một cái phúc địa không có chiếm lấy mang theo chính mình nhân mã về tới bản tộc đồng dạng không nghĩ ra câu trần vương vì sao như thế còn có câu trần tộc bản tộc trưởng lão câu trần thành trong một cái đại điện một đám trưởng lão cung kính đứng thẳng vừa mới nhận được tin tức lại có mấy cái lớn nhỏ tộc tham chiến khiến cái này trưởng lão cảm giác không thích hợp bởi vì lần này chiến hỏa quét sạch quá nhanh căn bản là không có cách khống chế. Không cần nhiều đoán, câu Trần Vương ngồi tại cao cao tại thượng vương tỏa phía trên, bưng một cái lục sắc chén rượu, hắn khe khẽ thở dài nói, theo lòng Cốc rút về đến về sau, ta tự nghĩ đến có hôm nay. Lần này chiến hỏa tác động đến đến nhanh như vậy, hết sức rõ ràng có một cái thần bí quân đội tại bốn phía ngụy trang các tộc quân đội, gây sự dẫn phát chiến tranh, cái chủng tộc này các ngươi hẳn là quen thuộc, hồ mị tộc. Ách, tất cả trưởng lão đột nhiên bừng tỉnh, một ít trưởng lão cũng hoài nghi tới, bất quá không có chứng cứ không dám xác định hồ mỹ tộc là một cái rất thần kỳ trùng tộc có thể thiên biến vạn hóa giống như một cái hồ mỹ tộc quân đội cải trang thành các tộc quân đội bốn phía gây sự cái này chiến hỏa tác động đến đến nhanh như vậy tiểu phi thường tốt hiểu được hồ mỹ tộc chính là thanh linh bộ hạ cũ bên trong nhất tộc bọn hắn gây sự động cơ cũng liền hết sức rõ ràng chư vị trưởng lão lập tức tức giận bất bình lên cơn giận dữ một vị trưởng lão không người nói tộc phương đã ngày trước kia đoán được vì sao không sớm một chút nhắc nhở các tộc tam phương thế lực mấy vạn chủng tộc lâm vào hỗn chiến, cuối cùng chỉ có thể để bạo long tộc bọn hắn ngư ông đắc lợi a à. Ha ha, câu Trần Vương cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, nhắc nhở vô dụng, chúng ta cũng không ngăn cản được. Kỳ thật tại cái kia cao nhân sau khi xuất hiện, toàn bộ đông vực thế cục liền đã chú định. chương 1756, giết vào hoang vu chi địa. Giang giật chiến lược ý đồ, câu Trần Vương đã toàn bộ suy tính ra. Toàn bộ chủng tộc rút lui, tụ tập cùng một chỗ, bất kỳ cái gì một phương thế lực muốn đi công kích cũng khó khăn, trừ phi tam phương thế lực liên hợp lại công kích. Nhưng giờ phút này các tộc đều bận rộn đoạt địa bàn, ai sẽ đi liên hợp lại, tổ chức đại quân tiến vào hoang vu chi địa. Điểm trọng yếu nhất, tam phương thế lực thực lực đều không khác mấy, không có một cái nào tuyệt đối cường đại trùng tộc, không có một cái nào đầy đủ cường đại trí cường giả có thể làm cho các tộc chịu phục. Đã ai cũng không phục ai, cái này liên quân tổ chức, ai là minh chủ đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, nghe ai giống như ý kiến không hợp nhau, nội bộ náo ra tranh chấp đâu. Sở dĩ câu Trần Vương Tại theo Long Cốc rời khỏi về sau, căn bản cũng không có nghĩ tới đứng ra, liên hợp các tộc cùng một chỗ giết vào hoang vu chi địa. Đương nhiên nội tâm của hắn đối với cái kia thần bí cao nhân có chút e ngại, hắn sợ tổ chức đại quân đi vào, cuối cùng lại có đi không về. Đằng sau càng không cần phải nói, hồ mị tộc xuất hiện, biến ảo thành các tộc quân đội, bốc lên sự cố, Đầu tiên là dẫn phát tiểu tộc ở giữa chiến tranh, tiếp lấy dẫn phát đại tộc khai chiến. Tam phương thế lực có một cái lớn vô cùng tệ nạn. Mặc dù nói là tam phương thế lực, kỳ thật cũng không có hình thành hữu hiệu liên minh, chỉ là những chủng tộc kia hiệu chung chủ tử không cùng, bị đặt vào một phương thế lực một cái liên minh thôi. Cũng như năm đó thanh linh bộ hạ cũ, tam phương thế lực chủng tộc cũng không phải là cùng một chỗ. Bên này một chủng tộc, bên kia một chủng tộc, giao thoa tung hoành, người bên trong ta có, ta bên trong có ngươi. Đây là một cái phi thường trí mạng địa phương, bởi vì riêng phần mình hiệu trung đại đế khác biệt, cho nên sẽ lẫn nhau cửu thị, lẫn nhau đề phòng đối phương. Một khi có tranh chấp cùng ma sát, sẽ lập tức bộc phát đại chiến, tiếp theo khiên động phụ cận chủng tộc gia nhập chiến tranh. Ba cái đại đế không thể làm công khai liên quan đông vực nội chính. Sở dĩ cái này ba cái liên minh kỳ thật cùng không có liên minh không có khác nhau, câu Trần Vương tại thiên phượng tập đoàn bên này phi thường có uy tín, nhưng bên kia hai cái chủng tộc tại khai chiến, câu Trần Vương đưa tin để một phương ngưng chiến. Cái chủng tộc này hội ngưng chiến sao coi như cái chủng tộc này ngưng chiến, một bên khác chủng tộc hội ngưng chiến sao. Bế tắc, căn bản không có biện pháp giải khai bế tắc, tự tư cùng tham lam, liền là trận này cuộc chiến đấu nguyên tội, coi như không có hổ mị tộc gây sự, sớm muộn cũng sẽ bộc phát đại chiến. Trước kia tam phương thế lực đều có một cái địch nhân chung, thanh linh bộ hạ cũ, nuôi một vạn bước nói thanh linh bộ hạ cũ không đi, bị tam phương thế lực tiêu diệt, kết cục sau cùng cũng sẽ cùng đồng dạng, loạn chiến. Cái này một cái dương mưu, một cái đường đường chính chính dương mưu, một cái không cách nào phá khai cái bẫy. Sở dĩ Câu Trần Vương đang nghĩ thông suốt sự tình sau lập tức rút quân, không có xâm chiếm bất luận cái gì một khối địa bàn, chỉ là giữ vững bản thân sơn lĩnh, đồng thời hắn thông báo toàn bộ đông vực, Câu Trần tộc không xưng bá, không đoạt tài nguyên, không lẫn vào bất luận cái gì chiến sự. Nếu muốn ở trận này loạn chiến bên trong bảo tồn xuống tới kia chỉ có không tham, không chiến, quản hắn bên ngoài đánh cho thiên hôn địa ám, đầu rơi máu chảy, bọn hắn chỉ cần giữ vững câu trần tộc là đủ. Một khi lâm vào bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn mạnh mẽ mặc hắn cường, thanh phong phủ núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt theo đại giang. Chỉ cần hắn giữ vững bản tộc, tại trận đại chiến này bên trong bảo tồn chiến lực, không nói cuối cùng bên thắng là bọn hắn, câu trần vương có lòng tin ít nhất có thể cùng thanh linh bộ hạ cũng chia đều thiên hạ. Chiến hỏa càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nhiều đại tộc bắt đầu hoài nghi, phải chăng có người ở giữa giở trò quỷ. Bởi vì rất nhiều chủng tộc phát sinh đại chiến đều là không hiểu thấu, bên này chỉ trích đối phương công kích, đối phương chỉ trích bên này công kích. Bên này nói bên kia cướp đoạt thuốc của bọn họ Sơn, bên kia chỉ trích bên này muốn cướp bọn hắn bí cảnh. Đến đằng sau, chỉ trích đã vô dụng, điều đình cũng vô ích. Bởi vì chết quá nhiều người, huyết hải thâm cừu, căn bản hóa giải không ra, e là cho dù ba vị đại đế mở miệng, đoán chừng tác dụng cũng không lớn, rất nhiều chủng tộc giết đỏ cả mắt. Lần này tổn thất thảm trọng nhất chính là hiệu trung thiên phượng đại đế bên này chủng tộc, bởi vì bên này chiếm trước địa bàn cùng tài nguyên nhiều nhất. Vừa lúc bị hồ mị tộc vẩy một cái sự tình, các tộc tự nhiên giận không thể nghỉ, bắt đầu tiến đánh bọn hắn, thuận tiện đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Vốn đang là tiểu đả tiểu nháo, tại câu Trần Vương phát ra thông cáo, không xưng bá, không đoạt bất luận cái gì địa bàn, không tham chiến sau. Bên này chủng tộc càng thảm hơn, bọn hắn long đầu đại ca cũng không cho bọn hắn ra mặt, bị khi phụ cũng là rõ ràng khi dễ. Bọn hắn một cái khác đại ca, bề ngạn tộc giờ phút này từ thủ cái này long cốc, căn bản không dám ló đầu. Mặt khác hai bên thế lực tộc đàn, đang công kích mấy lần về sau, càng thêm lớn mật, bắt đầu tứ không kiêng sợ công kích, cướp đoạt bàn tài nguyên. Trận này loạn chiến đang kéo dài dòng dã nửa tháng sau, chân chính đại chiến bạo phát. Kia hai bên mấy cái đại tộc nhìn thấy câu trần tộc một mực không hề động, cuối cùng quyết định đánh xuống long cốc. Long cốc tại Đông vực tới nói, tựa như là thánh địa, ai chiếm cứ Long cốc, cái kia chính là Long đầu lão đại. Hết lần này tới lần khác giờ phút này bệ ngạn tộc cùng rùa đen rút đầu, bản thân tiểu đệ bị đánh, bị diệt tộc, cái giấm cũng không dám phóng một cái. Còn lại mấy cái đại tộc tự nhiên coi thường bệ ngạn tộc, cho rằng bọn họ không xứng có được Long cốc. Quỷ sa tộc cùng Sơn tiêu tộc có chút không phục, dù sao không phải năm đó hai tộc cùng Câu Trần tộc liên thủ đem bạo Long tộc đánh cho tàn phế. Bệ ngạn tộc làm sao có thể chiếm cứ Long Cốc lần kia bệ ngạn tộc không có xuất lực, giờ phút này lại đường hoàng chiếm đoạt đông vực đệ nhất phúc địa, bọn hắn làm sao có thể chịu phục. Một phen bày ra, hai tộc liên hợp lại, đồng thời triệu tập mấy cái đại tộc tập kết ngàn vạn đại quân, thẳng bức Long Cốc. Bệ ngạn vương hướng câu trần vương cầu cứu, nhưng mà câu trần vương cự không xuất chiến, bệ ngạn vương lại hướng liên minh mấy cái đại tộc cầu Việt, nhưng bên này đại tộc bị công kích thời điểm, Bệ ngạn tộc đều ngồi yên không lý đến, giờ phút này ai lại sẽ đi giúp bệ ngạn tộc? Một hồi đại chiến kinh thiên bộc phát, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bệ ngạn tộc bị đánh tàn phế, bệ ngạn vương bị quỷ sa vương cùng sơn tiêu vương liên thủ chém giết. Trong tộc cường giả tử thương hơn phân nửa, tộc nhân bị tàn sát một nửa, còn lại cường giả quân đội mang theo bệ ngạn tộc con em chật vật thoát đi. Bệ ngạn tộc nguyên khí đại thương, sau trận chiến này chỉ ít mấy chục năm không có cách nào khôi phục nguyên khí. Mấy cái đại tộc không có đi truy sát bệ ngạn tộc bởi vì bọn hắn bắt đầu nội đấu. Ai cũng nghĩ chiếm lấy Long cốc, nhưng Long cốc chỉ có một cái, trải qua đàm phán sau không có kết quả, tại hồ mị tộc lặng yên gây sự dưới, mấy tộc đại quân phát sinh một điểm ma sát, tiếp lấy tinh tinh chi hỏa liệu nguyên, mấy cái đại tộc bắt đầu tự giết lẫn nhau. Một ngày trước còn là chiến hữu, đảo mắt lại trở thành địch nhân. Đại chiến một ngày một đêm, các tộc đều tử thương thảm trọng. Nhưng chiến đánh tới mức này, ai cũng không chịu lui. Chết như vậy quân đội cường giả giống như không cách nào cầm xuống long cốc, cứ như vậy xám xịt trở về, ai cũng không cam tâm. Ngay tại đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, mấy cái đại tộc muốn liều đến lưỡng bại câu thương lúc, ba cái thần bí sứ giả đột nhiên giáng lâm. Ba vị đại đế ngồi không yên, trước đó mặc dù truyền đến một chút ý chỉ, nhưng căn bản là không có cách khống chế thế cục. Ba vị đại đế chỉ có thể riêng phần mình phái ra một tên cường đại sứ giả tới chân áp cục diệt, phòng ngừa tình thế mở rộng. Cái này ba cái sứ giả đều là ngụy đế cấp, mang theo ba vị đại đế lệnh bài, tại từng đạo mệnh lệnh truyền xuống về sau, đông vực rốt cuộc đình chỉ loạn chiến. Trận này loạn chiến đã kéo dài hơn một tháng, các tộc tử thương quân sĩ đã đến 100 triệu trở lên, chớ nói chi là tại loạn chiến bên trong chết đi cấp thấp con dân. Ba vị sứ giả triệu tập sở hữu tộc trưởng, tề tụ Long Cốc, theo loạn chiến bắt đầu chưa từng lộ ra câu Trần Vương lần thứ nhất xuất hiện. Hắn tiến vào Long Cốc Long Điện về sau, nói câu nói đầu tiên là, một đám ngớ ngẩn, biết rõ trung kế vẫn còn nội đấu đến khoan khoái ba vị sứ giả đại nhân các ngươi lại không tới đông vực chẳng mấy chốc sẽ nhất thống bất quá là bị người khác nhất thống mà không phải đám này ngớ ngẩn các tộc tộc trưởng biến sắc lại là xấu hổ lại là nhục nhã lại là nổi giận câu trần vương nói không sai kỳ thật bọn hắn đều mơ hồ đoán được đây là một cái bẫy nhưng đều bị tự tư tham lam cừu hận may mắn tâm lý che đậy con mắt mới đưa đến trận này loạn chiến bắt đầu ba cái toàn thân đều che ở áo choàng bên trong sứ giả an tọa ở thượng thủ vị một người lạnh lùng khoát tay nói, chuyện quá khứ đều đừng nói nữa, mặc kẻ ai đúng ai sai, bắt đầu từ hôm nay đều muốn vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Chúng ta cần phải làm là đoàn kết, hình thành một cái mới liên minh, tổ chức một cái liên quân giết vào hoang vu chi địa, đem bạo long tộc hạn bà tộc thiên bằng tộc toàn bộ tiêu diệt. chương 1757, sách lược vẹn toàn. Đông vực phía đông nhất có một mảnh hải, tên gọi hoang vu hải, hoang vu hải tây bên cạnh số ngàn vạn dặm địa vực liền là hoang vu chi địa mảnh đất này cũng không biết là duyên cớ gì không có một ngọn cỏ không có bất kỳ cái gì thực vật thanh thủy linh dược tự nhiên cũng không có đồ ăn nhưng hoang vu chi địa thiên địa linh khí vẫn là cùng địa phương còn lại đồng dạng nồng đậm ai cũng không biết nguyên nhân gì chính là không có bất kỳ thực vật nào sinh trường có chút yêu tộc hoài nghi có thể cùng ác ma thâm huyên có quan hệ bởi vì ác ma thâm huyên phụ cận thổ địa là màu nâu đậm bốn phía bùn đất nhan sắc thì dần dần ít đi đã có thiên địa linh khí vì sao không thể dựng dục ra thực vật vậy khẳng định là thổ địa vấn đề, ác ma thâm nguyên ảnh hưởng tới phụ cận thổ địa. Cái này ác ma thần nguyên huyền chi hữu huyền, giống như bên trong có tà mị tồn tại, ảnh hưởng phụ cận địa vực cũng không phải không có khả năng. Nếu không toàn bộ thiên yêu giới cũng không có vấn đề gì, hết lần này tới lần khác nơi này xảy ra vấn đề. Bạo long tộc các loại trùng tộc rất khổ bức, bởi vì nơi này không có đồ ăn, không có thanh thủy, không có phòng ốc, không có cái gì. Nếu như là cường giả không quan trọng, một hai năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì, lúc tu luyện thiên địa linh khí có thể tự nhiên chuyển hóa làm trong thân thể cần năng lượng. Vấn đề là nhiều như vậy chủng tộc, mỗi cái chủng tộc đều có cấp thấp con dân, những cái kia không có hóa hình yêu tộc cần thanh thủy, cần đồ ăn, cần an định lại. Nếu như không có những này sớm muộn muốn bạo loạn, bởi vì đói khát cuối cùng hội tương hỗ tàn sát. Bạo Long Vương bọn hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía hoang vu chi hải, trong biển các loại đồ ăn, nơi này nước biển cùng nước sạch không sai biệt lắm, bất quá mang theo một tia vị mặn, thời gian ngắn sẽ không ra vấn đề lớn, còn như về sau lại nghĩ biện pháp đi. Trung trùng điệp điệp đại bộ đội xuyên qua hoang vu chi địa, đã tới hoang vu chi hải phụ cận. Đại quân bắt đầu khai quật sơn động, đem mấy trăm triệu con dân an trí xuống tới, mặt khác bảo Long Vương tổ chức đại quân giết vào hoang vu chi hải, săn giết trong biển sinh vật, thu hoạch trong biển thực vật, các loại đồ ăn, xem như tạm thời gian xếp lại. Giang giật thì không quan tâm những chuyện đó, những chuyện này giao cho Bảo Long Vương bọn hắn suy nghĩ biện pháp. Hắn mang theo một đội trinh sát quân đội, bắt đầu ở hoang vu chi địa loạn chuyển, đem toàn bộ hoang vu chi địa địa hình đều cho thăm dò rõ ràng. Hắn phi thường tinh tường, không được bao lâu ba vị đại đế hội chỉnh hợp đông vực, sẽ đem đông vực vạn tộc liên hợp lại. Liên quân rất nhanh hội giết vào hoang vu chi địa, một trận chiến này không thể tránh né. Đã không thể tránh né, vậy liền hung hăng đánh một trận chiến, đem liên quân cho đánh sợ, để bọn hắn cũng không dám lại tiến vào hoang vu chi địa. Chỉ cần một trận chiến này đánh thắng, đông vực cách cục tự định, liên quân lui về sau sẽ bắt đầu một vòng mới hỗn chiến, ba vị đại đế đều ngăn không được loạn chiến. Hao tốn bốn ngày, Giang giật mang binh trở về, hắn một mực biến ảo bộ dáng, mà lại phi thường điệu thấp, sở dĩ thanh linh bộ hạ cũ bên này biết hắn cấp thấp quân sĩ lác đác không có mấy. Bất quá bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương ly hương nhi các loại chờ cao tầng lại toàn bộ ra đón lấy, lần này bình an đại thiên di, giang giật tại bảo long vương các loại chờ đại lão trong lòng đã là như thần tiên tồn tại. Chúng tộc trưởng đều tin tưởng giang giật là thanh linh sứ giả, nếu không lần trước đại thiên di, bọn hắn đã sớm diệt phong. Cửu đại nhân, một đám đại lão kho mình hành lễ, ly hương nhi cười đến cùng như hoa ngọt, nàng mặc dù chỉ là một cái công chúa thân Phật, nhưng bởi vì cùng giang giật quan hệ đặc thù, sở dĩ giờ phút này đều có tư cách cùng bạo long vương các loại chờ đại lão đứng chung một chỗ đây là thần ly tộc trước nay chưa từng có vinh hạnh đặc biệt a à. sang giật mặt không thay đổi nhẹ gật đầu bá đạo hướng bên trong đi đến hắn cũng không có cho mọi người quá nhiều tôn trọng cùng mặt mũi hắn tinh tường thượng vị giả càng là thân hòa càng là không có kiêu ngạo người phía dưới ngược lại càng xem nhẹ ngươi người càng là bá đạo người phía dưới ngược lại nơm nớp lo sợ kinh sợ không dám làm loạn giang giật đi vào một cái cự đại sơn động cái sơn động này cũng tạm được, trang trí thoáng cái, thoạt nhìn như là một ngôi đại điện, bên trong còn trải lên thảm, trưng bày một chút cái bàn. Sang giật việc nhân đức không nhường ai ngồi lên chủ vị, ánh mắt quét qua các vị đại tộc tộc trưởng nói, đều ngồi đi, bên này thế cục như thế nào. Không có vấn đề, Bạo Long Vương chắp tay nói, đã tra xét xong, hoang vu chi hải bên trong đồ ăn, thanh thủy có thể chống đỡ 10 năm 8 năm không có vấn đề, bất quá thời gian trôi qua gian khổ một chút, khổ một điểm không có việc gì, chỉ cần có thể sống qua thời gian mấy năm, đông vực về sau đều là các ngươi. Giang giật phi thường tự tin nói, ánh mắt của hắn nhất chuyển, ngưng âm thanh nói ra, đông vực liên quân đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đến, các ngươi phải nhanh một chút thu xếp tốt dân sinh, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Đại chiến trước nội bộ nhất định phải an ổn xuống, không có một cái nào ổn định hậu phương, đại chiến không có cách nào đánh. Một đám đại lão lập tức khẩn trương lên, hạn bạt vương hỏi, cửu đại nhân, người có nắm chắc không? Yên tâm đi, Giang giật cười nhạt một cái nói, ta đã có sách lược vẹn toàn, lần này cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về. Các ngươi đều các an hắn trước đi, ta đi về nghỉ tu luyện một đoạn thời gian. Tốt, các vị đại lão yên tâm, Giang giật sự tự tin mạnh mẽ lây bệnh bọn hắn, mọi người cảm giác có chủ tâm cốt. Chỉ cần có cái này thần bí cửu đại nhân tại, tựa hồ hết thảy đều không phải là vấn đề, coi như ba vị đại đế tới, đồng dạng không có vấn đề. Chư vị đại lão xuống dưới an trí. Giang giật mang theo Ly Hương Nhi về tới thần ly tộc địa bàn. Nói là địa bàn, kỳ thật cũng chính là vài tòa trụi lủi sơn lĩnh, thần ly tộc riêng phần mình khai quật sơn động ở lại. Ly Hương Nhi ở lại địa phương rất không tệ, ngay tại một đỉnh núi kiến tạo một cái tòa thành, toàn bộ là bởi chân quý ngọc thạch kiến tạo, cái này rõ ràng là cho Giang giật ở. Giang giật mang theo Ly Hương Nhi đi vào, tòa thành đóng lại, Ly Hương Nhi đã sớm để cho người ta cất kỹ nước, phục thị Giang giật đi tắm, Giang giật nằm tại trong thùng tắm, lông mày thật sâu nhăn. Hắn vừa rồi biểu hiện được phi thường tự tin, cho chúng tộc trưởng cảm giác có tuyệt đối nắm chắc diệt sát đông vực liên quân. Trên thực tế, kia là cho ngoại nhân xem, ổn định quân tâm thôi. Giang giật cũng không có niềm tin quá lớn, coi như có thể thắng đoán chừng cũng là thắng thảm. Hắn đã đem hoang vu chi địa toàn bộ địa hình dò xét hoàn tất, mặc dù nơi này có 5 cái hiểm địa, còn có một cái ác ma thâm uyên, nhưng đối với tác chiến cũng không có quá lớn trợ giúp. Đông vực bên kia tương hỗ tàn sát, lần này đoán chừng muốn chết rất nhiều quân sĩ cùng cường giả. Nhưng không nên quên bên kia là tam phương thế lực, quân đội cùng cường giả hơn xa tại thanh linh bộ hạ cũ, cho dù chết một chút cường giả cùng quân đội, thực lực cách xa vẫn là vô cùng lớn. Giang giật nhắm mắt lại, lâm vào thật sâu trong trầm tư, Ly Hương Nhi rút đi váy dài cho hắn thanh tẩy, chân nhẫn tay tại Giang giật trên thân mơn trớn, để hắn thoải mái lông mày triển khai một chút. Ly Hương Nhi tựa hồ biết rõ Giang giật đang tự hỏi, sở dĩ vẫn không có mở ra miệng nói chuyện quấy rầy hắn, liền là ôn nhu giúp hắn thanh tẩy, mát xa, để hắn buông lỏng chậm lại áp lực. Cái này chiến muốn làm sao đánh A, à? Giang giật suy nghĩ theo ly hương nhi trên thân thu hồi lại, lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn trải qua rất nhiều đại chiến, bị người mưu hại qua nhiều lần, đối với chiến thuật mưu kế những này hiểu sơ một chút, nhưng không có cơ thính vụ biến thái như vậy, không bao giờ hắn cũng không có biện pháp tốt. Giống như bên kia sở hữu chủng tộc triệt để liên hợp cùng một chỗ, ba cái đại đế lặng yên phái một chút cường giả tiềm phục tại bên trong, đối với bên này chính là hủy diệt tính đả kích. Bạo Long Vương hạn bạt vương nhóm cường giả như bị giết, hết thảy cố gắng đều muốn giao chi đông lưu, thanh linh bộ hạ cũ cũng sẽ bị chém tận giết tuyệt. Mà chính hắn hoặc là cùng Bạo Long Vương bọn người cùng một chỗ chiến tử, hoặc là chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, tại thiên yêu giới lang thang, bị vô số cường giả như một con chó truy sát. Trường 1758, đại chiến bắt đầu. Ba vị sứ giả đến, đại chiến lập tức dừng lại, bất quá muốn lắng lại trận đại chiến này sau ảnh hưởng, muốn tổ kiến một chi liên quân còn cần thời gian. Dù sao các tộc vừa mới đánh cho đầu rơi máu chảy, hôn thiên ám địa, gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đừng nói phổ thông quân sĩ, coi như những tộc trưởng này gặp mặt đều đằng đằng sát khí. Giống như liền đem những này quân đội tổ kiến cùng một chỗ, không nói giết vào hoang vu chi địa, sợ là ở nửa đường liền sẽ nội chiến, máu chảy thành sông. Ba vị sứ giả tụ ở cùng nhau thương nghị đối sách, cuối cùng quyết định tổ kiến ba con đại quân, phân biệt thống soái như vậy sẽ không náo ra tranh chấp cũng càng tốt điều hành. Ba vị sứ giả phân biệt triệu tập hiệu Trung phía bên mình đại đế đại tộc, bắt đầu điều đình phân địa bàn. Nhượng bộ một bước, đem thanh linh bộ hạ cũ địa bàn chia cắt, những cái kia tổn thất nặng nề chủng tộc cho bồi thường thỏa đáng. Bất quá Long Cốc chống đi, bởi vì Long Cốc cho cái nào chủng tộc, còn lại chủng tộc cũng sẽ không chịu phục, đến lúc đó lại càng dễ xảy ra chuyện. Điều đình một phen, ưng thuận vô số ngân phiếu khống, cho rất nhiều cam đoan, các tộc rốt cục cố mà làm buông xuống thành kiến cùng ân oán, chuẩn bị liên hợp lại trước tiên đem đầu sỏ nguyên thủ Thanh Linh Bộ hạ cũ tiêu diệt lại nói. Câu Trần Vương đem hồ mỹ tộc sự tình công khai, còn âm thầm lấy được một chút chứng cứ. Rất nhiều chủng tộc nhao nhao tình ngộ, nguyên lai những cái kia không hiểu thấu chiến đấu là Thanh Linh Bộ hạ cũ bốc lên, toàn bộ hận đến răng trực dương dương, mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đánh vào Hoang Vu chi địa đem Thanh Linh Bộ hạ cũ toàn bộ chém giết. Tốn thời gian 10 ngày, một cái liên hợp đông vực vạn tộc tối cường quân đội tổ kiến thành công, cái này quân đội chia làm tam quân phân biệt bởi câu Trần Vương, Sơn Tiêu Vương, Quỷ Sa Vương xuất lĩnh. Ba vị sứ giả không có khả năng quang minh chính đại hiện thân, dù sao đây là can thiệp đông vực nội chính. Ba con quân đội đều có ngàn vạn, nhân số tương đối đông vực vạn tộc tới nói cũng không nhiều, bất quá đều là tinh nhuệ. Lần này đi hoang vu chi địa quân đội ở chỗ tinh nhuệ, không ở chỗ nhân số nhiều. Dù sao thanh linh bộ hạ cũ cộng lại chân chính bộ đội tinh nhuệ chỉ có 3-400 vạn, bên này nhân số đã là bên kia 9 lần gấp 10. Bên này cường giả so bên kia càng là nhiều hơn, đáng tiếc chết một cái bệ ngạn vương, không phải trí cường giả sẽ còn thêm một cái. Thanh linh bộ hạ cũ bên kia ngụy đế cấp tăng thêm giang giật hết thảy mới 7 cái, bên này ngụy đế cấp tăng thêm 3 cái sứ giả lại đạt đến 16 cái, gấp hai thêm. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, bên này cường đại quân lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép thanh linh bộ hạ cũ. Bất quá câu Trần Vương lại chẳng phải cho rằng, hắn lặp đi lặp lại cường điệu thanh linh bộ hạ cũ có một cái phi thường khủng bố quân sư, Người quân sư này không phải bạo long vương hạn bạt vương các loại chờ trong đó bất kỳ người nào mà là một cái thần bí cửu đại nhân. Từ khi đoán được thanh linh bộ hạ cũ bên trong có cao nhân về sau, câu trần vương liền bắt đầu vận dụng mật thám điều tra, bất quá ngoại trừ biết rõ người này là cửu đại nhân, lai lịch bí ẩn bên ngoài, hắn cái gì đều không có điều tra ra được. Giang giật thân phận ở bên kia là tuyệt mật, bất kỳ cái gì tin tức đều nghiêm cấm tiết ra ngoài, ngoại trừ các đại tộc trưởng bên ngoài, những trưởng lão kia đều biết chi rất ít chớ nói chi là phổ thông quân sĩ. Ba vị sứ giả xem thường, bọn hắn cho rằng câu Trần Vương đây là khoa trương thanh thế, bên này quân lực rõ ràng là bên kia gấp ba, ngưu lực mạnh hơn lại như thế nào tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Câu Trần Vương không thật nhiều nói cái gì, nội tâm trong lòng còn có may mắn, hy vọng lần này có thể thắng đi, dù sao lần này đông vực vạn tộc liên hợp lại, coi như cửu đại nhân trí tuệ thông thiên hẳn là cũng vô kế khả thi a. À. Đại quân tổ kiến sau bắt đầu chỉnh hợp cùng thao luyện, dù sao các tộc quân đội đều có, giống như cứ như vậy kêu loạn phóng đi, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Một đội đại quân không thể như cánh tay thúc đẩy, không có hữu hiệu cơ chế, không thể kỷ luật nghiêm minh, cái này đại quân không chỉ có chiến lược yếu ớt, còn dễ dàng nội loạn. Thao luyện sau một ngày, đại quân xuất phát, tốc độ rất chậm, trên đường có thể các loại thao luyện, để quân lực càng thêm cường đại mấy phần. Cũng có thể chỉnh đốn quân kỳ, cam đoan bất cứ mệnh lệnh gì truyền đạt xuống dưới, các bộ có thể lập tức chấp hành. 3.000 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, vượt ngang thiên sơn vạn thủy, thẳng bức hoang vu chi địa, dự tính nhiều nhất 3 ngày thời gian liền có thể đến hoang vu chi địa chỗ sâu, cùng thanh linh bộ hạ cố quyết nhất tử chiến. Thanh linh bộ hạ của một mực có trinh sát cùng mật thám tiềm phục tại đông vực, tại đông vực đại quân xuất phát về sau, tình báo tự truyền đến bên kia, đạt được xác thực tình báo về sau, thanh linh bộ hạ cũng lập tức một mảnh bối rối. 3.000 vạn đại quân tinh nhuệ, cường giả vô số, còn không phải ô hợp chi quân, giờ phút này thận trọng từng bước, ổn đánh ổn đâm, căn bản không có nửa điểm chỗ hở có thể chui, bên này có thể là liên quân đối thủ sao? Bọn hắn lại địa phương đã là Đông vực phía đông nhất, lại hướng đông liền là Hoang Vu Hải. Hoang Vu biển sâu chỗ thế nhưng là có cường đại hải yêu, lại nói coi như bọn hắn không sợ hải yêu, chẳng lẽ lại bọn hắn đều biến thành hải yêu, ở lại đến trong biển giống như liên quân truy sát đi Hoang Vu Hải đâu? Bạo Long Vương mấy vị đại lão vội vàng hướng Giang Giật ở lại sơn lĩnh chạy đi, đã tới thần ly tộc tòa thành kia bên ngoài, lập tức cầu kiến Giang Giật. Giang Giật cũng không có ra, để bọn hắn trọn vẹn chờ ở bên ngoài nửa canh giờ, mới uể hoài đi ra, ly hương nhi mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, mị nhãn như tơ đi theo ra ngoài, rất rõ ràng hai người vừa rồi khẳng định là tại song tu. Đến lúc nào rồi, hạn bạt phương tính tình tương đối gấp, nói chuyện cũng tương đối thẳng, của ta cửu đại nhân A, người làm sao còn có tâm tình làm chuyện này ừ giang giật lãnh mâu quét qua trong mắt hàn ý trên thân cuồn cuộn sát khí để hạn bạt vương tóc gáy đều dựng lên toàn thân từ đầu đến chân bị tạt một chậu nước lạnh trước kia tại hạn bạt vương trong lòng giang giật một mực là cái hào hoa phong nhã đẹp nam tử chưa từng nghĩ tới hắn lúc nổi giận cư nhiên như thế kinh khủng như thế nồng đậm sát khí cái này cửu đại nhân đến cùng từng giết bao nhiêu người a à? cửu đại nhân thứ tội bạo long vương xem xét tình huống không đúng vội vàng lên tiếng xin sỏ cho hạn bạt vương cái này đại lão thô luôn luôn không biết nói chuyện, hắn cũng không có mạo phạm hương nhi công chúa y tứ. Hạn bạt vương, còn không cho công chúa cùng cửu đại nhân bồi tội. Hạn bạt vương liên tục thở dài, ly hương nhi xấu hổ hận không thể chui vào lòng đất, vừa muốn nói gì, giang giật bá đạo khua tay nói tốt, nói một chút tình huống như thế nào a à? Bạo Long Vương vung tay lên, một cái trưởng lão lập tức đưa lên một tấm địa đồ. Bạo Long Vương chỉ vào trên bản đồ ba cái địa phương nói ra, đông vực liên quân xuất phát, Ba con đại quân, mỗi cái ngàn vạn quân sĩ, phân biệt từ nơi này, nơi này còn có nơi này hướng hoang vu chi địa xuất phát. Các tộc tộc trưởng đều tới, bên kia ngụy đế cấp không ít hơn 12 vị, phong vương cấp hơn ngàn, nhiều nhất 3 ngày thời gian liền có thể đến chúng ta nơi này. Ngàn vạn người, ba con quân đội ngụy đế cấp 12 vị. Giang giật ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ đến một trận lặp đi lặp lại quan sát địa đồ, đồng thời còn xuất ra bút bắt đầu phát họa ra từng đầu lộ tuyến, lặp đi lặp lại hỏi thăm các loại tình huống. Ba cái tộc trưởng bị Giang Giật làm hồ đồ rồi, dứt khoát cũng không muốn, Giang Giật hỏi cái gì, bọn hắn liền đáp cái đó, chờ Giang Giật nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện về sau, lại nghe theo mệnh lệnh của hắn là đủ. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, Giang Giật rốt cục ngừng suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhếch miệng cười nói tốt, chư vị yên tâm đi, ta đã có một cái sách lược vẹn toàn. Các ngươi riêng phần mình đi điểm đủ binh mã, đem các tộc thần vương trở lên cường giả toàn bộ triệu tập, chia tam quân, các người phân biệt thống soái một quân, nửa ngày sau xuất chiến. Tuân mệnh, ba vị tộc trưởng chắp tay chạy như bay, không có nửa điểm chân chờ. Ly Hương Nhi thì có chút lo lắng nhìn qua Giang giật nhẹ giọng nói ra, cửu lang, lần này có thể thắng sao? Giang giật thản nhiên cười nói, có thể hay không thắng, đánh trước lại nói. chương 1759, vấn đề lớn. Giống như đông vực đại quân toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, Giang giật sẽ phi thường đau đầu, bởi vì bên kia cường giả quá nhiều, sở hữu ngụy đế cấp liên hợp lại, một khi đem bạo long vương bọn người chém giết, cái này chiến đều không cần đánh. Giang giật trong khoảng thời gian này nghĩ đến rất nhiều, hắn một mực đang nghĩ lấy làm sao đem liên quân cho tách ra, từng cái đánh tan. Lại không nghĩ rằng đối phương chủ động giúp hắn cái này đại ân, liên quân chia làm tam quân, hành quân lộ tuyến vẫn là tách ra, cách xa nhau có mấy trăm vạn lý khoảng cách. Giang giật tại vừa rồi nghĩ thông suốt liên quân bên kia chiến thuật, ba con đại quân tách ra, thành vây kín chi thế, để bên này đại quân không cách nào phá vây lượn quanh ra ngoài công kích đông vực các tộc hậu phương bọn hắn thận trọng từng bước hình thành một cái sừng thú lẫn nhau chiếu ứng công kích một đội quân mặt khác hai cái đại quân có thể nhanh chóng vây kín tới đem thanh linh bộ hạ cũ bên này đại quân triệt để vây giết cái này chiến thuật đánh chính là một cái ổn chữ xem ra trước đó hắn tại đông vực chiến tích để cho địch nhân có chút cố kỵ sở dĩ không dám làm loạn muốn lấy tuyệt đối quân lực cùng cường giả một chút xíu phá hủy bên này nếu như không có giang giật, có lẽ lần này thanh linh bộ hạ quốc tựu thật xong. Bạo Long Vương bọn hắn vô kế khả thi, chỉ có liều chết một trận chiến. Bọn hắn không hiểu mưu lược, không hiểu chiến thuật, càng không hiểu dùng kỳ binh. Đại quân nhanh chóng tập kết, giang giật để thần vương trở lên cường giả toàn bộ tập kết, lần này dòng giã tập kết có ngàn vạn người. Giống như tập kết thần đế trở lên đoán chừng chỉ có ba bốn trăm vạn, thần vương thì tương đối nhiều. Ngàn vạn đại quân trầm mặc đứng ở một khối màu đen cự đại hoang nguyên bên trên, trong khoảng thời gian này Bạo Long Vương bọn người một mực tại thao luyện đại quân, tăng thêm trước đó chiến đấu, bên này quân đội quân kỳ so Đông vực liên quân bên kia mạnh hơn nhiều, cũng càng thêm đoàn kết. Ngàn vạn quân đội trầm mặc đứng thẳng, lại không có phát ra một điểm thanh âm. Ly Hương Nhi lần này cũng tại trong đại quân, thần ly tộc đồng dạng xuất chiến, thần ly tộc linh cổ thuật đối địch rất không tệ, nhất là đánh lén phía dưới, cái kia có thể để cho địch nhân vô thanh vô tức chiêu, dẫn đến đối phương quân trận đại loạn. Thần ly tộc bị đánh tan phân biệt phái đi các quân, Ly Hương Nhi đi theo Giang Giật, làm đưa tin binh, phụ trách truyền đạt Giang Giật các loại mệnh lệnh. Đương nhiên Giang Giật để Ly Hương Nhi đi theo hắn, cũng không nhớ nàng bị bất cứ thương tổn gì. Truyền lệnh, xuất chiến, Giang Giật ánh mắt quét qua đại quân, rất là hài lòng để Ly Hương Nhi đưa tin. Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương lập tức khống chế đại quân tách ra tiến lên, nhắm hướng đông vực bên kia xuất phát. Giang giật bên người có một cái truyền lệnh quân, đây là một loại đặc biệt chủng tộc, phượng vũ tộc, tốc độ cực nhanh, bất kỳ cái gì mệnh lệnh Giang Giật đều có thể nhanh chóng truyền ra ngoài. Giang Giật mệnh lệnh, liền là để ba con đại quân phân biệt nhắm hướng đông vực ba con liên quân phương hướng phóng đi, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Bạo Long Vương hạn bạt Vương Thiên bằng Vương mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng từ đối với Giang Giật tín nhiệm, bọn hắn đều không dám hỏi nhiều, đem cái này ngàn vạn đại quân sinh tử giao tất cả cho Giang Giật nắm trong tay. Lần trước đại thiên di, mặc dù Giang Giật đem đại khái chiến lược cáo tri các vị đại lão, nhưng ở chiến thuật cùng các loại an bài chi tiết cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Các vị đại lão cũng biết, đây là vì tuyệt đối giữ bí mật, loại này chiến lược ý đồ một khi bị địch nhân được biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sở dĩ bọn hắn không trần chờ chút nào, phân biệt mang binh tiến lên, giang giật nhưng không có cùng ba con đại quân đi cùng một chỗ, mà là đơn độc mang theo một vạn đại quân tiến lên. Ly Hương Nhi không hiểu, nàng không dám hỏi. Giang giật cưỡi một cỗ chiến xa cùng nàng ngồi ở bên trong, bên người một vạn đại quân nhanh chóng tiến lên, không ngừng có trinh sát tướng quân tình bẩm báo đi lên. ly hương nhi phụ trách chỉnh lý hồi báo cho giang giật chiến xa rất rộng rãi bên trong có một cái sa bàn giang giật cả ngày tiệu đứng tại sa bàn phía trước nghe các loại tình báo phát ra từng cái để ly hương nhi không thể tưởng tượng mệnh lệnh bên này đại quân tiến lên tốc độ rất nhanh dự tính chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến hoang vu chi địa biên giới bên kia liên quân thì dự tính sẽ tại một ngày rưỡi sau đến hoang vu chi địa biên giới đến lúc đó đại chiến sẽ lập tức bộc phát liên quân bên kia trinh sát rất nhiều, đang dò xét đến giang giật bên này thế mà cũng chia là ba con đại quân, bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương phân biệt xuất lĩnh một quân, tới đối đầu ứng băng băng mà tới, ba vị sứ giả cười. Đồng dạng là ba con đại quân, nhân số nhưng khác biệt gấp ba, mà lại thanh linh bộ hạ cũ bên này thấp nhất là thần vương cấp, đông vực liên quân lại là thần đế cấp, chiến lực tranh lệch thiên địa, cường giả càng là kém xa. Một đối một, muốn chết chiến đến cùng, ba vị sứ giả tự nhiên không sợ, để đại quân bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời điều động càng nhiều trinh sát đi dò xét bên này ba con đại quân tình báo. Chỉ cần không có quỷ kế cùng mai phục, bọn hắn liền quyết định chính diện khai chiến thúc đẩy, bằng vào cường đại quân lực trực tiếp nghiền ép. Câu Trần Vương xem không hiểu, theo lý thuyết giang giật hẳn là hợp binh một chỗ, bọn hắn lúc đầu quân đội thiếu, cường giả càng ít còn chia binh đây là muốn tìm cái chết không thành. Câu Trần Vương ở bên trong người thấy âm mưu khí tức, hắn không yên lòng tự mình điều động trong tộc cường giả đi dò xét tình báo, hơn nữa còn phái đi ra mấy đợt, không thăm dò rõ ràng bên kia đại quân nội tình, hắn cũng không dám mang binh đi mở chiến. Nhưng mà, mấy lần dò xét hồi báo tình huống, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương hoàn toàn chính xác phân biệt xuất lĩnh một quân tại tới trước, các tộc cường giả đều tại, đây là không lừa được người. Mai Phục, Thanh Linh Bộ Hạ cũ chỉ có ngần ấy quân đội cùng cường giả, bọn hắn đi cái nào biến ra dư thừa quân đội Mai Phục cái này ngàn vạn đại quân đã là Thanh Linh Bộ Hạ cũ tất cả quân đội. Trừ cái đó ra, duy nhất chỗ khả nghi, liền là ba con đại quân phía sau có một phần nhỏ bộ đội, chỉ có một vạn người, trong quân cũng không có quá nhiều cường giả, cơ hồ có thể không cần tính. Câu Trần Vương không nghĩ ra, sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn lặng yên hạ lệnh để đại quân giảm tốc, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, chậm một chút luôn luôn tốt. Có thể để còn lại hai cái quân đội trước chiến một trận, nhìn xem tình huống lại nói. Thiên Phượng Đại Đế bên này sứ giả bất mãn, tự mình tìm tới câu Trần Vương, nhưng cái sau quả thực là không thêm nhanh, dùng các loại lý do kéo lấy. Sứ giả cũng không có cách, bất quá nghĩ đến dù sao trận đại chiến này nhẹ nhóm có thể thắng, hắn cũng không thèm để ý, chậm một chút tự chậm một chút đi. Mặt khác hai cái quân đội nhưng không có giảm tốc, bất quá trinh sát phái ra càng nhiều, xác định gian giật bên này ba con đại quân vẫn như cũ bảo trì ban đầu phương hướng cùng tốc độ tiến lên, không có bất cứ vấn đề gì về sau, bọn hắn triệt để yên tâm. Một ngày về sau, Giang giật bên này ba con đại quân đã tới chế định vị trí, bắt đầu hạ trại đóng giữ, đồng thời phái ra đại quân thanh lý phụ cận quân địch trinh sát, rõ ràng là muốn chết trông. Liên quân trinh sát bị dọn dẹp rất nhiều, chỉ có thể lui ra phía sau, không dám tới gần, bốn phương tám hướng đều mai phục đại lượng trinh sát, xác định đại quân không hề rời đi là đủ. Bên này đại quân một mực không nhúc nhích, quân doanh bên kia còn rõ ràng kinh thiên quát lớn âm thanh, hiển nhiên đang thao luyện. Trinh sát không dám tới gần, chỉ có thể đưa tin trở về chỉ là cho thấy đại quân là bí mật thao luyện, nghi là đang diễn luyện một loại nào đó hợp kích chiến trận. Gần nửa ngày sau, đông vực vạn tộc liên quân đến, bất quá chỉ là đến hai cái đại quân, câu trần vương đại quân còn tại đằng sau số ngàn vạn dạm bên ngoài đâu. Tiến công, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Sơn tiêu vương cùng hỏa hồ đại đế sứ giả thương nghị một phen, quyết định thừa dịp đại quân sĩ khí chính đủ, nhất cử đánh vào quân địch đại doanh, đem bên này hạn bạt vương cùng 300 vạn đại quân toàn bộ lưu lại. Giết, ra lệnh một tiếng, ngàn vạn đại quân khởi động, đầy trời khắp nơi đều là quân đội, sát khí ngút trời. Đại quân trùng trùng điệp điệp giết vào hoang vu chi địa, một đường thế như trẻ tre, giết đến thanh linh bộ hạ cũ bên kia đại quân quân lính tan giã, nhẹ nhóm đột phá tầng tầng phòng ngự, giết tiến vào hạn bạt vương bên này thống soái trong quân doanh. Không thích hợp, tại đến quân doanh bên ngoài lúc, Sơn Tiêu Vương thần thức quét qua đột nhiên kinh hãi. Kỳ thật trước đó chiến đấu hắn cũng cảm giác có vấn đề, bởi vì đối phương phòng ngự quá yếu, nhân số quá ít, căn bản không có cường giả, bọn hắn liền không có gặp quá nhiều quân đội ngăn chặn, tự nhiên thế như trẻ tre. Giờ phút này vấn đề lớn hơn, bởi vì trong đại doanh trống rỗng, hạn bạt vương cùng kia mấy trăm vạn đại quân hư không tiêu thất. Cắt cắt chương 1760, thần binh trên trời rơi xuống. Mấy trăm vạn đại quân hư không tiêu thất hòa thiên hạ cười chê A. À. Phải biết yêu tộc cũng sẽ không kiến tạo truyền tống trận A, càng không có yêu tộc hiểu được thuấn di thần thông. Lại nói coi như thuấn di, có thể đem mấy trăm vạn quân đội mang đi. Mấy ngàn cái trinh sát, ngày đêm nhìn chằm chằm bên này, đừng nói mấy trăm vạn đại quân lặng yên rời đi, coi như mấy ngàn người đều rất khó tiềm hành rời đi. Tại bên trong quân doanh càng không có tìm tới có nhân tộc truyền tống trận, như vậy vấn đề xuất hiện ở cái nào? Sơn Tiêu Vương không nghĩ ra, chỉ có thể trước tiên đem tin tức truyền cho quỷ sa vương cùng câu trần vương, để bọn hắn cẩn thận một chút. Đưa tin bọn hắn cũng không có đưa tin Ngọc Phù, chỉ có thể phái tốc độ đặc biệt nhanh đặc thù chủng tộc đi đưa tin, ít nhất cần mấy canh giờ. Trên thực tế không cần đưa tin, quỷ sa vương bên này đại quân đã trải qua rồi đại chiến. Bên này chiến đấu, bắt đầu đồng dạng thế như trẻ tre, nhẹ nhóm kích phá mấy tầng phòng ngự, mà lại đánh vào trong quân doanh đồng dạng phát hiện quân doanh trống rỗng. Ngay tại quỷ sa vương coi là mắc lừa về sau, bốn phương tám hướng cờ trống chấn thiên, từng cái đại quân trùng sát ra, mấy cái ngụy đế cấp một ngựa đi đầu, sát khí ngút trời, cảm giác đầy khắp núi đồi đều là quân đội, đều là cường giả, căn bản phân biệt không ra có bao nhiêu quân đội. Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương bọn hắn làm sao đều tại cái này đại quân có ngàn vạn A à, toàn bộ đại quân làm sao đều ở chỗ này. Quỷ Sa Vương cùng Thiên Thử Vương cùng mặt khác hai cái ngụy đế cấp, bao quát cái kia thần nghi đại đế sứ giả lập tức luống cuống, mặc dù bọn hắn quân đội cùng cường giả cũng không so với đối phương thiếu, nhưng bọn hắn không hiểu cũng cảm giác có một ít bối rối, có loại lâm vào đối phương cái bẫy hôm nay muốn toàn quân bị diệt cảm giác. Cái này không trách bọn hắn, trên thực tế, bọn hắn ngàn vạn đại quân toàn bộ luống cuống, đổi lại bất luận cái gì đại quân, sĩ khí như hồng trùng sát vào đây, kết quả một quyền đánh vào trong nước, đối phương quân doanh trống rỗng, không có người nào. Tại đại quân coi là bên này đại quân chạy trốn, có chút nhược trí lúc, đột nhiên có vô số đại quân trùng sát ra, nguyên bản không phải ra bên này bạo long vương nhóm cường giả lại trống rỗng xuất hiện, bất kỳ cái gì đại quân đều sẽ bối rối, đều sẽ trong cảm giác kết phải xong đời bạo long vương hạn bạt vương làm sao lại ở chỗ này a à, thật nhiều quân đội những này chẳng lẽ là thần binh thiên tướng bọn hắn làm sao có thể chống rỗng xuất hiện không xong chúng kế đại gia mau trốn a à, mau bỏ đi mau bỏ đi khủng hoảng như như bệnh dịch lan tràn bên này đại quân bởi rất nhiều chủng tộc cấu thành rõ ràng không đoàn kết không có lực ngưng tụ không giống thanh linh bộ hạ cũ bên kia không chiến chỉ có một con đường chết sở dĩ trong lúc nhất thời rất nhiều quân đội luống cuống sợ, bắt đầu triệt thoái phía sau. Ngàn vạn đại quân vốn là có trận hình, một khi có quân đội bắt đầu triệt thoái phía sau, trận hình lập tức sẽ bị xáo trộn, sẽ bị xung kích, phản ứng dây chuyển phía dưới cái này ngàn vạn đại quân lại có hơn phân nửa bắt đầu loạn. Vội cái gì, quỷ sa vương nghiêm nghị hét lớn, thanh âm chấn thiên, miễn cưỡng để đại quân chấn định lại, quỷ sa vương trên thân khí thế ngập trời, hắn một ngựa đi đầu bắn tới, hét lớn, toàn quân theo ta công kích, lao ra khỏi vòng vây. Quỷ Sa Vương không ngốc, giống như mặc cho Thanh Linh Bộ Hạ cũ đại quân tứ phía xung kích, đại quân tuyệt đối phải loạn thành nhất đoàn. Loại này đại chiến quân trận vừa loạn, chờ đợi bọn hắn chính là toàn quân bị diệt. Sở dĩ hắn chỉ có thể dẫn đầu toàn bộ đại quân hướng một cái phương hướng xung kích, lao ra khỏi vòng vây, ổn định trận hình lại phản sát tới. Xông lên a, giết a. Đại quân tìm được chủ tâm cốt, nhao nhao đi theo Quỷ Sa Vương chiều phía trước công kích, coi thường hai bên nổ bắn ra mà đến đại quân phía trước cũng vào tới một đội đại quân, hạn bạt vương tự mình lĩnh quân, bên người đi theo hạn bạt tộc cường giả, còn có một cái khác đại tộc tộc trưởng cũng là ngụy đế cấp. Bất quá quỷ sa vương bên này ngụy đế cấp lại có 5 cái, bọn hắn như thế nào lại e ngại. Ngừng, lao nhanh hạn bạt vương một tiếng quát lớn, toàn quân chỉnh tề dừng lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lãnh mâu nhìn qua bên này vào tới cuồn cuộn dòng lũ. Tình huống như thế nào? Quỷ sa vương cùng thiên thử vương liếc nhau, nhất thời không mò ra tình huống. Nhưng đại quân tại công kích, thật vất vả toàn bộ động, làm sao có thể dừng lại hai bên thế nhưng là có vô số đại quân ngay tại công kích ha. Xong, quỷ sa vương cắn răng bạo giống một tiếng, tiếp tục mang theo đại quân băng băng mà tới, quỷ sa vương trong tay một cái chả ma đao hắc quang lấp lánh, âm thầm tính toán khoảng cách, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vạn trường, năm ngàn trường, hai ngàn trường, quỷ sa vương trong tay chả ma đao càng ngày càng sáng, ngay tại hắn chuẩn bị bạo giống hạ lệnh lúc công kích, hạn bạt vương bọn người đột nhiên hướng hai bên thối lui, một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào võ giả xuất hiện. Hắn an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai đầu gối bên trên bầy một bộ cổ cầm, bên cạnh còn đứng lấy một cái mỹ lệ nữ tử, hắn duỗi ra một cái thon dài tay, nhẹ nhàng dây đàn bên trên kích thích thoáng cái, một đạo dễ nghe tiếng đàn truyền đến, thanh âm không lớn, lại vang vọng ở phía trước mấy trăm vạn đại quân trong tai. Leng keng, thùng thùng, tiếng đàn như đại châu tiểu châu lạc Khanh ngọc, lại giống là nước suối chảy nhỏ giọt chảy xuôi, phi thường dễ nghe, đại quân khí thế đột nhiên biến yếu, tốc độ cũng thay đổi chậm. Một bên là công kích ngàn vạn đại quân, một bên là trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy trăm vạn đại quân, ở giữa lại có một cái người áo đen an tỏa đánh đàn, bên cạnh còn đứng lấy một cái mỹ lệ nữ tử. Quái dị như vậy hình tượng để vô số dùng thần thức dò xét đến quân sĩ đều ngây ngẩn cả người, hình tượng này quá quỷ dị, cũng đến hôm nay đột nhiên xuất hiện mấy trăm vạn đại quân. Tranh tranh, tiếng đàn đột nhiên nhanh quay ngược trở lại trở nên cuồng bạo vô cùng kia kinh khủng tiếng đàn mang theo đầy trời túc sát chi khí bài sơn đảo hải đánh tới tiếng đàn bên trong ẩn chứa lấy càng khủng bố hơn sát khí để vô số quân sĩ trong nháy mắt ôm đầu lăn lộn không ngớt lúc đầu công kích đại quân thoáng cái triệt để loạn trước mặt đại quân ôm đầu lăn lộn phía sau đại quân lại cuồng bạo vào tới kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết đây đây là cái gì yêu pháp quỷ sa vương thiên thử vương thần nghe đại đế sứ giả toàn bộ quá sợ hãi Ánh mắt ở phía sau mấy trăm vạn lăn lộn trên mặt đất đại quân đảo qua, vạn phần hoảng sợ. Yêu tộc rất ít hiểu thần âm thiên ký, bởi vì những này âm nhạc loại yêu tộc làm sao lại hiểu nhân tộc loại này cao nhã âm luật? Giết hắn, quỷ sa vương rất nhanh bừng tỉnh, trong tay trảm ma đao đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, một đạo màu đen đao khí bao phủ đi, bắn thẳng đến cái kia đánh đàn người áo đen. Ông, người áo đen trong tay giới chỉ sáng lên, đem cổ cầm cùng bên cạnh mỹ lệ nữ tử thu vào đi, hắn cũng không có còn lại cử động chỉ là ngạo nghễ đứng thẳng, sau đó duỗi ra một cánh tay ngăn tại phía trước. ầm phá thiên mà đến đao mang bổ vào cái cánh tay này bên trên, người áo đen bị nến lui trăm trượt, hắn toàn thân hắc bào bị chấn nát, lộ ra một thân màu xanh xinh đẹp chiến giáp, cùng một tấm xa lạ mặt, hắn vỗ vỗ ẩn ẩn làm đau cánh tay, nhẹ nhàng vung tay lên nói, xuất kích. Làm sao có thể, quỷ sa vương nháy nháy mắt, có chút không dám tin. Cái này người áo đen rõ ràng cảm giác chỉ là một cái phong vương cấp cường giả, lại bằng vào cánh tay ngạnh kháng hắn một chiêu, còn không có nửa điểm thụ thương. Giết, hạn bạt vương đã sớm không kiên nhẫn được nữa, bạo giống một tiếng xuất lĩnh đại quân bắt đầu công kích. Giang giật không có xuất chiến, trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn xem thân thể hai bên đại quân liên tục không ngừng hướng phía trước phóng đi, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Hai bên đều là ngàn vạn đại quân, nhưng một bên sĩ khí như hồng, một bên lại quân tâm đại loạn, không có chút nào chiến ý. Giang giật bên này bảy cái ngụy đế cấp, Bạo Long Vương cùng Hạn Bạt Vương chiến lực đông vực nổi danh, Quỷ Sa Vương cũng chỉ có 6 cái, 6 người này giờ phút này đoán chừng cũng có thoái ý. Đại cục đã định, chương 1761 chính là binh hồn. Thần binh trên trời rơi xuống trò siết kỳ thật rất đơn giản, bất quá tại yêu tộc xem ra lại là phi thường huyền bí. Giang giật có một cái không gian thần khí, bên trong đã từng chứa qua ngàn vạn kiếm sát tộc, chiếc nhẫn kia gọi thiên hàn giới loại này tương đối cao cấp không gian thần khí yêu tộc gần như không có kia ba vị đại đế có lẽ có bình thường tộc trưởng là khẳng định không có như thế lớn không gian thần khí thậm chí không gian thần khí có thể đều không có yêu tộc tôn trọng lực lượng trước kia cũng sẽ không tu luyện nhân tộc pháp tác thần thông càng khinh thường dùng nhân tộc chế tạo ra các loại bảo vật bọn hắn cho rằng thực lực bản thân cùng lực lượng mới là vương đạo còn lại đều là bàng môn tả đạo đương nhiên nhân tộc càng không muốn bán bảo vật cho yêu tộc dù sao ngay từ đầu yêu tộc cùng nhân tộc cũng là căm thù, yêu tộc là dị tộc. Khi đó yêu tộc khống chế một cái đại giới mặt, nhân tộc cùng yêu tộc còn thường xuyên đại chiến, lại thế nào có thể bán các loại nhân tộc bảo vật cho yêu tộc. Sở dĩ yêu tộc những cường giả này bảo vật ít đến thương cảm, Nguyên Thủy Linh Bảo vô cùng ít ỏi, Ly Hương Nhi đều chỉ có thể mặc cực phẩm thần khí chiến giáp, có thể thấy được lốm đốm. Không bao giờ, không ai liên tưởng đến có người dùng to lớn không gian thần khí đem kia mấy trăm vạn quân đội vụng trộm trở đi giang giật có tiềm ẩn thuật bình thường trinh sát căn bản không phát hiện được kia hai cái trong quân doanh giang giật lưu lại mấy vạn quân đội những quân đội kia đều chỉ là thần vương võ giả lưu lại nhiệm vụ liền là yểm hộ thanh lý trinh sát thuận tiện chịu chết người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết không lưu lại mấy vạn người căn bản là không có cách yểm hộ đại quân đã lặng yên rời đi sự thật cũng liền không cách nào tạo thành thời khắc này phục kích tri cục lần này đông vực liên quân quân đội cường giả nhiều lắm giống như tụ tập cùng một chỗ giang giật căn bản vô kế khả thi. Hắn trước kia một mực đang nghĩ biện pháp đem đại quân tách ra, giờ phút này đại quân chia ba con, lão thiên đều đang giúp hắn, hắn lại thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội. Dùng ưu thế binh lực tập trung tiêu diệt một đội đại quân, còn lại hai cái liền dễ làm. Tại hôm nay chi cục hình thành về sau, Giang Giật đã kết luận chiến đấu này sẽ đại thắng. Hết thảy đều như hắn suy nghĩ, cái này liên quân thoáng cái tựu đánh tan, ngoại trừ quỷ sa vương bên ngoài, còn lại ngụy đế cấp cường giả toàn bộ sinh lòng thoái ý coi như bọn hắn không muốn lui, nhìn thấy bản tộc quân đội loạt, nhìn thấy bản tộc quân đội bị xung kích, bị tàn sát, lòng của bọn hắn cũng luống cuống. Hạn bạt vương đối mặt quỷ sa vương, bạo long vương đối mặt thiên thử vương, thiên bằng vương đối mặt thần nghe đại đế sứ giả, còn lại ngụy đế cấp nhau nhau tìm tới đối phương ngụy đế cấp. Giang giật nhiệm vụ cho bọn họ rất đơn giản, cuốn lấy những này ngụy đế cấp, để đại quân đổ sát bọn hắn tộc nhân. Đại quân như từng cái thép thiết hồng lưu công kích mà đến, như từng thanh từng thanh lưỡi dao đâm xuyên đi vào, đông vực liên quân vốn là loạn thành nhất đoàn nha, bị các lộ đại quân công kích về sau, trong nháy mắt chia cắt thành vô số cái phương trận. Thanh linh bộ hạ cũ đại quân không có dừng lại, theo đông vực trong đại quân đâm qua, thoáng cái liền sông ra ngoài, tiếp lấy quay đầu tiếp tục công kích, đâm xuyên. Loại chiến thuật này vô cùng đơn giản, dạng này mục đích đúng là để đại quân mất khống chế, để bọn hắn tướng quân trưởng lão không cách nào tổ chức quân đội hình thành hữu hiệu công kích, không cách nào phòng ngự phản kích, chỉ có thể càng thêm loạn. Bầu trời quỷ sa vương nhóm cường giả toàn bộ bị cuốn lấy, một đội đại quân không có chỉ huy, không có phương hướng, không có hữu hiệu công kích sách lược, chỉ có thể bị động phòng ngự, kết cục sẽ như thế nào. Rút lui, rút lui, mau trốn, mau trốn a! À. Có một cố công kích đi vào thanh linh bộ hạ cũ đại quân đột nhiên cao giọng hét lớn, để phụ cận liên quân quân sĩ đầy mắt chấn kinh ngạc, rút lui mau trốn hẳn là bọn hắn nói a à làm sao thanh linh bộ hạ cũ bên này quân đội quát lên rất nhanh bọn hắn biết rõ gian giật bên này quân đội vì sao muốn dạng này hô bởi vì đại quân nhiều lắm xa xa quân đội căn bản không biết là bên nào kêu cái này một hô rất nhiều quân đội vốn là nghĩ rút lui lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy trốn còn lại quân đội xem xét bọn hắn chạy trốn cũng đi theo trốn đại quân bắt đầu tan tác một khi tan tác kết cục liền đã chú định cũng sẽ tử thương nghiêm trọng hơn từng mảnh từng mảnh quân sĩ bị vô tình đổ sát, tiên huyết giải đầy đại địa, đem lúc đầu màu nâu đen thổ địa, nhuộm thành màu nâu đỏ. Phía dưới đại quân tan tác về sau, phía trên ngụy đế cấp luống cuống, nhìn xem bản thân tộc nhân bị vô tình chém giết, có hai cái ngụy đế cấp cường giả sinh lòng thoái ý, thế mà cái gì đều mặc kệ, đi theo bản thân quân đội chạy trốn. Quỷ Sa Vương nhận lấy cái chết, Thanh Linh Bộ Hạ của bên này hai cái ngụy đế cấp cường giả không có đi truy sát, mà là toàn bộ hướng Quỷ Sa Vương vây giết mà tới. Hạn Bạt Vương đột nhiên biến trở về bản thể, gần như đồng thời bên kia Bạo Long Vương đột nhiên từ bỏ công kích Thiên Thử Vương, thế mà cũng chuyển hướng tới công kích Quỷ Sa Vương. Tứ đại ngụy đế cấp liên thủ, Quỷ Sa Vương coi như chiến lực nhưng so sánh Đao Nô cũng trở về thiên thiếu phương pháp, thân thể bị Bạo Long Vương phía sau bắn ra mấy cây cốt thứ cho tươi sống bắn thủng, tiếp theo bị Hạn Bạt Vương lợi chảo xé rách thành mảnh vỡ. Trốn, Thiên Thử Vương các loại chờ ngụy đế cấp không còn có nửa điểm chiến ý, điên cuồng chạy trốn, thần nghe tộc sứ giả cũng nghĩ đào tẩu kết quả bị bạo long vương biến trở về bản thể, bị hắn một đầu to lớn cái đuôi cho cuốn lấy. Muốn chết, sứ giả trong tay cự phủ nổi giận hướng bạo long vương cái đuôi bổ tới, sống sờ sờ đem bạo long vương cái đuôi cho chém đứt, nhưng hạn bạt vương cùng thiên bằng vương đám người công kích đến, cái này sứ giả thân thể bị tươi sống xé rách. Lão long, tới chữa thương, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, bạo long vương to lớn long đầu chuyển hướng giang giật, vỡ ra miệng rộng cười, thế mà không có chữa thương, điên cuồng hướng đào tẩu ngụy đế cấp phóng đi. Cứ việc cái đuôi bị chém đứt, nhưng hôm nay là Bạo Long Vương thống khoái nhất một ngày. Hắn tự tay chém giết quỷ Sa Vương, chết thay đi Bạo Long tộc báo thù rửa hận, mà lại hôm nay rõ ràng phải đại thắng, hắn làm sao có thể lãng phí thời gian chữa thương, đem chiến tích mở rộng mấy lần lại nói. Giết, Hạn Bạt Vương mấy người cũng thống khoái vô cùng, chiến đấu này đánh cho quá sung sướng. Có cái này thần bí cửu đại nhân tại, bọn hắn cái gì đều không cần nghĩ, toàn lực xuất thủ là được, dù sao đánh như thế nào đều là thắng. Ha ha, Giang giật cười một tiếng, không đi quản bọn hắn, hắn không nghĩ tới thêm xuất thủ, để cho địch nhân biết rõ chiến lược của hắn cùng nội tình. Đồ sát loại chuyện này rất không thú vị, còn không bằng đánh đánh đàn, uống chút rượu. Ông, hắn đem ly hương nhi phóng ra, đồng thời lấy ra cổ cầm, thế mà bắt đầu đánh đàn, bất quá lần này không có sử dụng thần âm thiên kỹ. Đồng thời hắn để ly hương nhi một bên bạn nhảy, hắn một cái tay đánh đàn một cái tay thản nhiên rót rượu uống rượu. Du dương tiếng đàn vang vọng khắp nơi, vang lên tại tất cả mọi người trong tai, để ngay tại chém giết đại quân lần nữa một chứng nhận. Vô số thần thức quét tới, liên quân bên kia trong nháy mắt biến sắc, tựa như thấy được lệ quỷ, không còn chống cự, liều mạng chạy trốn. Trái lại thanh linh bộ hạ của bên này quân đội thì sĩ khí lần nữa vừa tăng, giờ phút này giang giật trong lòng bọn họ cùng thần linh, không phải thần linh tại như thế tình huống làm sao còn có hảo hứng uống rượu đánh đàn. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, tiếng la giết chấn thiên, hai bên giết đến thiên hôn địa ám. Giang giật lại tựa như tại chính mình hậu viện, thản nhiên nhắm mắt đánh đàn, bên cạnh ly hương nhi nhẹ nhàng nhảy múa, cái này cực kỳ không cân đối hình tượng, tạo thành phi thường cường đại đánh vào thị giác lực. Giang giật làm như vậy, tự nhiên là mục đích, hắn không phải thật sự rảnh rỗi nhất cả trứng. Hắn đây là muốn im ắng nói cho thanh linh bộ hạ cũ sở hữu quân sĩ, có hắn tại hết thảy đều không phải là vấn đề. Chính là binh hồn, chỉ cần có quân hồn, đội quân này liền là đánh đầu thắng đó thiết quân. chương 1762, phản phục kích. Quỷ Sa Vương đã chết, đầu hàng không giết, quỷ Sa Vương đã chết, đầu hàng không giết. Từng đạo bạo tiếng giống vang lên, vang vọng sơn giã bên trong, đây là giang giật để kêu. Loại chiến thuật này trước kia yêu tộc cũng sẽ không, dạng này một hô đối diện sĩ khí hội yếu hơn, quỷ Sa Vương thế nhưng là đại quân thống soái thống soái đều đã chết, bọn hắn còn đánh cái cai giam a Lúc đầu rất nhiều quân đội còn tại chết kháng, cái này một hô sau triệt để luống cuống, cái gì đều mặc kệ bắt đầu chạy. Cũng có tiểu chủng tộc quân đội bị tàn sát hơn vạn, còn lại đều không chạy, quỳ trên mặt đất hô to đầu hàng. Đầu hàng quả nhiên không giết, đại quân theo hai bên lách qua tiếp tục hướng phía trước trùng sát. Rất nhiều thần thức quét tới, đầu hàng đến càng nhiều. Đương nhiên tương đối nhiều như vậy số lượng quân đội tới nói, đầu hàng vẫn là số ít, bọn hắn đều không ngốc, đầu hàng cuối cùng có thể cũng là chết một lần coi như không chết cũng là nô lệ. Nơi này là hoang vu chi địa biên giới, hướng phía trước trốn trăm vạn lý liền là thiên bằng tộc lãnh địa, lại nói ngoài ra còn có hai cái ngàn vạn đại quân đâu, bên này dám truy sát vào đông vực chỗ sâu. Báo, đưa tin binh bay vọt mà đến, lao nhanh đến giang giật bên này một chân quỳ xuống, bẩm báo nói, bạo Long Vương xin chỉ thị muốn truy sát bao xa còn có truy sát về sau bước kế tiếp hành động. Giang giật đình chỉ đánh đàn, Ly Hương Nhi không còn man múa, hắn vẫy tay một cái ly hương nhi rất hiểu chuyện cho hắn rót một chén rượu, giang giật nhấp một miếng, trầm tư một lát nói ra, nói cho bạo long vương bọn hắn, một đường truy sát đi, truy sát đi thiên bằng lính lại nói. Ách, à, ly hương nhi rót rượu tay khẽ run lên, lính liên lạc ngược lại là không có nửa điểm chất vấn, lập tức chạy như bay đem giang giật mệnh lệnh truyền cho bạo long vương hạn bạt vương bọn hắn.